đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng theo các cái công dụng như là khởi động lại động cơ này, đấy, nới lỏng các cái phần bộ phận đã reset này, rồi làm ngưng tiếng kêu phát ra này, là bảo vệ kim loại chống reset ăn mòn. Rất nhiều chức năng cho một cái chai như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Nippon và được nhập khẩu và phân phối bởi các cái tập đoàn của Australia các bác nhá. Australia này các bạn này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Qua lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này các bạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay chữ nhật các bác nhá. Đấy, khay chữ nhật. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 30.000 cho một khay chữ nhật như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là đi 3 đến 400 ml thôi nhá. 3 đến 400 ml. Đấy, và nó có nắp nhựa như này thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ uống rất là ok. Thì có thể dùng để mang đi học, đi làm này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng rất là ok nhá. Đấy, dùng ở nhà, đựng vào tủ lạnh, bỏ tủ lạnh, hoặc là các bác mang đồ ăn thức uống bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, có nắp đậy cho các bác luôn thì rất là tiện ích. Lên cho em là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đấy, khay chữ nhật này. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30.000 cho một là cái khay chữ nhật này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con dao. Đây nó sẽ là một cái dòng dao Thái của Đức nhá. Con dao Thái Đức này bao nhiêu đấy? 130.000 à? Các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40 cm. Đây, hàng made in Germany này, hàng của Đức cực kỳ là ngon luôn. Đó, em sẽ dọc giấy cho bác xem nhá. Đây, đấy, lấy cho anh tờ giấy này, xé cái quyển này, tờ quyển móng ấy. Đây nha, em sẽ dọc giấy cho bác xem các bác này. Đấy, con này dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dao thì siêu bén luôn các bác nhá. Đây, con này, đấy các bác theo. Đấy, đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó, rất là bén luôn nhá. Đó, các bác theo. Đây, rất là bén luôn. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 cm, tầm khoảng 35-37 cm, rất là dài luôn. Các bác dùng để thái lọc phi lê, hoặc là các bác dùng để mình gọi là bổ hoa quả các thứ, bổ dưa hấu thứ nhất là rất là đầm tay luôn. Đấy, hàng thương hiệu Quyên Linh hay hình người của Đức này, made in Germany này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhé. Dao Thái Đức giá sẽ là 130.000. Dao Thái Đức này giá sẽ là 130.000 nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao chặt Đức nhé. Đấy, dao chặt Đức đây. Đấy, con này thì dao chặt Đức này. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000, hàng của Đức, cân nặng khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đây. Đấy, chiều dày của nó vào khoảng từ 3 đến 5 ly, rất là dày luôn. Hàng liền thân như này nhá, liền thân này có đánh nhám chống dính này. Cũng hàng thương hiệu Quyên Linh của Đức luôn. Đấy, made in Germany nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 150.000. Các bác lên theo là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức 150.000 cho một em dao chặt Đức như này. 150.000 dao chặt Đức như này nhá. Con này thì chặt cực kỳ là đầm tay luôn. Có phần quai treo này, có phần để các bác dằn thịt này. Đó, rất là ngon lành như này. Con này thì lên cho em là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con mã dao chặt Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Có cho các bác thêm một cái mã dao gọt đây. Con dao gọt này thì giá của nó sẽ là hàng made in Germany, cũng của thương hiệu Quyên Linh luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con dao gọt như này. Giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Gọt Đức giá của nó sẽ là 60.000 cho một em nhá. 60.000 cho bọn em dao gọt Đức như này. Con này thì siêu bén luôn, chiều dài của nó khoảng 20 cm nhá. Đấy, rất là bén luôn này các bạn này. Đó, rất là bén luôn. Chiều dài khoảng 20 cm và nó là dòng liền thân nhá. Đấy. Nó là dòng liền thân luôn thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo bị bong chốc nhá. Đấy, tất cả đều là đúc liền hết, và cái này của nó thì nó sẽ là đánh nhám để các bác cầm nó khỏi trơn trượt. Con này các bác dùng để gọt hoa quả thì rất là ngon luôn, gọt hoa quả rất tuyệt vời luôn. Chuyên dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác gọt đồ ăn, đấy, làm đồ ăn, chế biến đồ ăn rất là ok. Gọt Đức 60.000 này, đấy, 60.000. Giá thì các bác có thể mua theo combo hoặc là mua lẻ cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Các bác lên cho là cọ vịt này. Thì con này nó sẽ là một cái dòng chổi rất là đa di năng luôn. Mình thì dùng kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán như này, về nhà các bác treo dán vào tường cho em. Đấy, dán vào tường sau đó thì mình đeo vào như này là xong này.
bóc cái miếng dán này ra, dán vào tường đeo vào cho em là xong. Và đây nó sẽ là một cái phần đầu chổi như này, về nhà các bác lắp vào đây chưa, lắp vào đây nhá. Con này thì các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ này, kỳ cọ này, đánh này rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là vệ sinh và tiện. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em là xong. Đó, nó tháo ra cho nó vận chuyển cho nó gọn. Và về nhà các bác để thì mình sẽ dán lên tường, mà mình để vào đây là nó sẽ sập vào này. Đấy, có miếng dán cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 60 cành cho một cái chổi cọ vịt như này thôi. Lên cho em là cọ vịt nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Cọ vịt 60.000. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng chổi như này các bác này. Đấy. Mình chỉ cần cho dầu vào, sau đó thì mình kỳ cọ các cái phần như là các cái khe kẽ, nó rất là tiện. Đấy. Và ưu điểm của nó là về nhà các bác có thể dắt lên tường được này, nó rất là gọn. Đấy, dắt lên tường luôn. Nó rất là gọn, các bác không phải để chỗ khác nó bẩn thỉu, nó nhếch nhác. Đấy, dắt lên tường thì các bác vệ sinh những cái nền nhà thì nhếch nó rất là ok luôn. Đấy, kỳ cọ đa ngóc ngách luôn. Rất là tiện ích nhá. Đấy, dắt lên tường rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Trước em đang bán là 60.000 đợt này về thì bác giá 55k nhá. 55k. Lên mã giúp cho em là chổi cọ vịt nhá. Giá sẽ là 55.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bật lửa cây nhá. Đây nó sẽ là một con bật lửa như này. Nó sẽ có sẵn ga cho các bác luôn. Đó, sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật thôi. Đó. Và có điều chỉnh cho các bác là cái lẫy khóa nhá. Về nhà các bác bật thì phải đẩy cái lẫy khóa này cho em này, cái lẫy khóa này. Đẩy ra thì mới bật được nhá. Đấy, còn bình thường khi em vận chuyển đi là nó sẽ khóa này để tránh cái việc là cháy nổ nhá. Đó, đây. Các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây thì nó sẽ là các bác về các bác bơm ga vào cho em. Đấy, có sẵn ga rồi, về nhà các bác bơm ga vào cái đít này cho em này. Con này thì nó sẵn ga rồi, về nhà các bác dùng hết thì bơm ga vào thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước dây rút nhá. Đó, thước dây rút. Con này thì nó sẽ là dòng bao nhiêu mét đây nhỉ? 20 mét. 20-30. Dòng này của nó sẽ là 30 mét nhá. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho các bác. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Đang bán 140. Đợt này về cho bác giá là 120.000, thanh lý lỗ cho các bác luôn nhá. Thước dây 30m, 120k. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 30m. Dây của nó là dây vải nhá, dây vải và có bọc cao su non. Thì dây vải nó sẽ chống đứt, chống giãn và bọc cao su non để nó khỏi ngấm nước, khỏi bị mục nát này. Đấy. Chiều dài của nó là 30m nhá. Đó, đây, số to rõ ràng rất là đẹp luôn. 30 meter này các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua về để mình đo đạc rồi nói chung là sử dụng rất là tiện ích. 120k cho một cái thước rút như này. Đấy, lên kèm là thước dây rút, giá sẽ là 120.000 nhé. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 120k. Thanh lý nốt cho các bác, giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Cái này thì là dòng không có cút nối. Thanh lý nốt cho bác giá 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhé. Còn cái dòng có cút nối thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, có cuốn nối thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em còn hai cái khóa quá này. Đấy, hai cái khóa. Khóa số loại nhỏ này. Con này thì nó sẽ là bằng khoảng ngón tay cái như này nhá. Bằng ngón tay cái như này. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc. Còn hai chiếc nữa nhá. Đấy, các bác dùng để khóa vali hoặc là khóa cổng, khóa cửa cũng đều được. Đấy, 20.000 một chiếc. Đó, khóa bằng khóa số nhá. Con này thì nó sẽ là dòng to này. Con này thì nó sẽ là bằng gần 3 ngón tay như này. Gần 3 ngón tay này các bác này. Đó, đây. Thì con này các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa cũng đều ok hết nhá. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 cho một chiếc này. Còn hai chiếc nó thanh lý nốt này. Tiếp theo thì bên shop còn một cái kéo cắt cành kéo cành cam này. Đấy, kéo cành cam đây. Con này thì các bác dùng để mình cắt cành các thứ này. Con này em đang bán là 70.000. Đấy, con này thì em để nó đang bị rỉ, về nhà các bác chỉ vệ sinh qua cho em là xong. Đó. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 30.000 cho một con kéo cắt cành cam như này. Còn hàng đẹp nguyên túi, nguyên đai, nguyên kiện thì sẽ là 70.000 nhá. Con này thì em để quá lâu rồi nên nó hơi bị rỉ một chút. Về nhà các bác có thể mình vệ sinh như cho em là ok. Thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa các bác nhá. Đấy, cái búa thì các bác lên mã giúp cho em đó là búa A2 to. Con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Đấy, con này sẽ là búa to. Sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000 cho con búa A2 to này các bác nhá. Đấy, 130k. Đó. Còn con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đấy, 90.000 cho con 80.000. 80.000 cho con A1 nhỏ này nhá. A1 nhỏ này sẽ là 80k. Đó, các bác lên cho em là A1 này.
A1 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con A1 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là A2 to này. A2 to giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Con này thì nặng khoảng là đi 3-4 lạng, còn con này thì nó sẽ là nặng khoảng con này thì nặng khoảng 5-6 lạng nhá, 5-6 lạng. Con này con nhỏ này thì chiều dài khoảng 25 cm và con to này chiều dài khoảng là 30 cm. Đấy, tất cả của nó đều là cái dòng có gọi là cán bằng thép và có cao su để cầm khỏi trơn trượt nhá. Hàng thương hiệu Asahi này, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Bộ lục giác. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác này. 90k. Hàng của thương hiệu Tajima này. Tajima Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Bộ lục giác 7 màu. Giá sẽ là 90.000, bao gồm là 9 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cây, kích thước của nó là từ 1.5 đến 10 nhá. Từ 1.5 đến 10. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu 90.000 các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái bộ gọi là bộ hoa thị đây. Bộ hoa thị này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bộ hoa thị như này thôi. Đấy, 70.000 cho một bộ hoa thị như này nhá. Đấy, cái bộ hoa thị này thì nó sẽ là các cái đầu hoa thị như này, 2 4 5 cũng có 9 cây đầu hoa thị như này nhá. Thì các bác dùng cái gì thì mình lấy cái đấy thôi. Lục giác là riêng và hoa thị là riêng nhá, chứ không phải là lục giác hoa thị đâu. Đấy, nhiều bác này cứ nhầm lẫn như vậy. Bộ lục giác là nó là 6 cạnh, còn bộ hoa thị thì nó là dòng múi hoa thị. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xay tiêu này. Còn một ít nữa thanh lý nốt cho bác, giá là 30.000 cho một cái xay tiêu như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra cho em này. Các bác cho hạt tiêu, cho các cái loại hạt vào đây. Sau đó thì mình xay như bình thường nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu này thôi. Các bác xay thì cái tiêu nó sẽ, khi xoay thì mình sẽ xoay như này. Và cái phần tiêu nó sẽ rơi xuống nắp này là mình sử dụng thôi. Ăn đến đâu xay đấy, còn các bác cứ để hạt trong này bình thường. Đó, ăn đâu xay đấy rất là tiện. Lên cho em là xay tiêu nhá. Giá thanh lý cho bác cái giá đó là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu như này. 30k các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao thái lỗ nhá. Đây, con này thì dao thái lỗ này. Con này thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con dao thái lỗ như này, hàng nội địa của Nhật đây. Rất tiện ích các bác này, made in Japan nhá. Đó, nội địa của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này rất là bén luôn các bác này, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Giá của nó sẽ là 125.000 nhá. Lên cho em là dao thái lỗ 125k nhá. Dao thái lỗ này, nó có cái lỗ 125k. Con này thì các bác chuyên dùng để thái rất là ngon luôn, thái gọt này, có lỗ như này, có đánh nhám chống trơn trượt này, hàng nội địa của Nhật siêu bén cho các bác luôn. Đấy, và chiều dài của bản này thì nó vào khoảng là 5-6 cm, thì các bác có thể dùng để mình thái rất là tiện. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ về cho các bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái thùng đồ nghề nhá. Đó, hàng thì lâu lắm rồi thì bên shop lại mới có hàng về các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn, đây em test cho các bác xem này. Đấy, đây. Người em 70 cân các bác này. Đấy. Người em 70 cân nhá. Em đứng lên thoải mái luôn các bác này. Đấy. Đứng lên giãn dẹp thoải mái luôn nhá. Đấy, người em là 70 cân nhá. 70 cân. Đấy, đứng lên thoải mái luôn các bác theo. Con này thì kích thước của nó là 20 20 và 42 nhá. Đấy, rất chắc chắn các bác này. Đấy, các bác theo, rất chắc chắn luôn. Cái độ của nó rất là khít nhá, rất là khít như này thì khi các bác sử dụng nó không bị sọc sạch nhá. Đấy, những cái phần đai ốc các thứ này của nó rất là khít kỹ càng các bác nhá. Và chất tôn của nó thì khá là dày luôn, chất tôn của nó khá là dày luôn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Và hàng của nó thì nó sẽ là hàng sơn tĩnh điện nhá. Đấy, sơn tĩnh điện chống rỉ cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Suvina các bác này, Suvina, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng hai quai sách như này. Hai quai sách cực kỳ là tiện dụng luôn. Hai quai sách và siêu tiện dụng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề. Con này thì
kích thước của nó sẽ là một chiều là 20 x 20, dài là 42 nhá. Đấy, chiều dài của nó là 42 này, dài là 42, còn chiều cao là 20 nhá, cao là 20 và rộng là 20 nhá, rộng 20. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó, giá của nó chỉ có cho các bác là 420k nhá. 420.000 cho một con thùng đồ nghề như này. Đấy, 420.000. Dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là tổng là tổng của nó sẽ có cho các bác là một ngăn này. Đấy, một ngăn to này. Và nó sẽ có một ngăn to và một hai ngăn bé như này nhé, hai ngăn bé hai bên. Đấy, tổng nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn. Chiều dài này thì sẽ là 42. Đấy, chiều rộng thì sẽ là 20-20 nhá, rộng 20 và cao 20. Rất là ngon lành luôn. Đấy, qua tiếp cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, dập đột cực kỳ kỹ càng và chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ này để cho các bác móc khóa vào đây nhá. Đây, có một cái lỗ này các bác móc cái khóa vào đây này. Đấy, móc cái khóa vào đây để mình có thể là mình khóa vào cho nó cẩn thận các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 420.000 thôi. 420.000 cho một cái mã thùng đồ nghề như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Giá sẽ là 420k nhá. 420.000. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Đó, giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Hello cho các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống các nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m. Thì nó là 2m, nó là kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m nhá, 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá,
thì các bác đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bác này, đấy, máy trần cực kỳ là kỹ luôn đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này nên là dùng rất là đã đó, dùng rất là đã luôn đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá, hai màu này đều siêu sạch luôn, hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa, một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá. Một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Đây nha, em sẽ lên cho anh em cái con đèn pin cảnh sát hai đầu anh em này. Đó, đèn pin anh em lên cho em là đèn hai đầu. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật, made in Japan anh em này. Đó, made in Japan. Đó. Độ dọi xa của nó thì từ 800 đến 1200 m, và nó là hàng hai đầu như này. Hai đầu. Đấy, có quai cầm anh em nhá, có quai cầm. Có quai cầm như này, và hàng của nó thì nó sẽ là hàng bọc cao su hết nhá, bọc cao su hết. Đấy, cho nên anh em dùng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy. Hai đầu của nó bọc cao su non hết, cho nên anh em dùng thoải mái luôn. Và đèn của nó khá là sáng nhá. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Có báo pin và có quai cầm như này, và có cho anh em cái phần, có cho anh em cái phần để anh em có thể sạc trực tiếp luôn nhá, sạc trực tiếp luôn. Đó, sạc trực tiếp vào đây luôn này. Đấy. Sạc trực tiếp vào đây, và anh em cũng có thể sạc ra cho điện thoại được luôn nhá. Đấy, đây là một cổng sạc vào và một cổng sạc ra. Rất là ok cho anh em. Đó, đây. Đấy, và đèn rất là sáng anh em nhá. Độ rọi của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó, có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo các thứ đây. Em sẽ test cho anh em xem luôn, rất ok anh em nhá. Đó. Đây nha, này em sẽ test cho anh em các bác cái con đèn hai đầu của bên em nhá. Đó, đây. Pha của nó này anh em này. Đấy, anh em thấy cái điểm rọi của nó khủng khiếp chưa? Đấy, anh em trông kinh khủng chưa? Đó, đây nhá. Em rọi nhá, rọi dưới đất nhá. Đó, tiếp theo là rọi xa hơn này anh em này. Đó, anh em thấy cái điểm sáng của nó khiếp không? Con này nó sẽ dọi xa được cho anh em là từ 600 đến 1200 mét anh em nhá. Đấy, anh em trông cái ngọn cây chưa? Rất khủng khiếp luôn nhá. Từ 600 đến 1200 mét luôn. Con này thì dọi siêu xa luôn anh em này. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, dọi cái cửa này rõ ràng luôn nhá. Đó, rất sáng luôn. Đấy, và nó sẽ có cho anh em là một cái đèn pha bên hông nữa nha. Đấy, một cái con đèn pha bên hông này, con này cũng rất sáng này anh em nhá. Đó, con này thì nó sẽ là một cái pha bên hông rất là sáng này. Đấy, có quai cầm như này, có báo pin nhá, có báo pin cho anh em luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái con đèn pha gần bên này nữa này. Đấy, một con pha gần này nữa này. Đấy, con này nó sẽ là con pha gần anh em này. Đó, đây là con pha gần này. Đó, rất sáng luôn anh em nhá. Đó, con này thì rất tuyệt vời luôn, siêu sáng. Siêu sáng cho anh em luôn. Đó, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng nhá. Đó, đây. Đấy, và nó sẽ có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo cho anh em nhá, nhấp nháy cảnh báo luôn. Đó, và đây là cái pha của nó anh em này. Đấy, đây. Dọi gần anh em này, dọi gần thì rất là sáng rồi. Đấy, dọi gần thì rất là sáng rồi. Đây, dọi xa cho anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây, dọi xa này. Rất xa luôn anh em nhé. Con này độ dọi của nó rất khủng khiếp luôn. Đấy, ngọn cây, ngọn kiếc anh em trông. Những cái ngọn cây như này mà nó vẫn bắt được anh em này. Đấy, rất xa luôn. Đấy, độ dọi sáng của nó khỏi bàn luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em 260.000 nhé. 260.000 cho một con đèn như này. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái mã đèn nữa, đó là cái con đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đấy. Đây, con đèn pin cảnh sát Nhật anh em này. Đấy. Con này thì nó cũng khá là nhiều chức năng luôn, và pha của nó thì cũng khá là rọi luôn anh em nhá. Nhưng mà độ sáng thì nó không thể bằng cái con hai đầu kia được. Con hai đầu thì siêu sáng rồi. Còn con này thì độ sáng của nó là vừa phải thôi anh em nhá. Đó, độ sáng của nó là vừa phải thôi. Đấy, con này thì nó sẽ nhiều chức năng hơn một chút, và nó sẽ pha của nó cũng khá là rọi luôn anh em này. Đấy, con này thì như này cũng là tương đối rồi anh em nhé. Tại vì nó là dòng đèn nhỏ mà, nó không như con kia được. Đấy. Đấy, cũng có nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có nhấp nháy cảnh báo cho anh em luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái đèn bên hông này. Đấy, có anh em một con đèn bên hông như này, thì con này anh em dùng để
để trực tiếp này, hoặc là treo lên, hoặc là ăn cơm ăn nước anh em dùng con này cũng khá là ok luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo này. Đó, đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo như này thì rất là tiện anh em nhé. Đó, và nó sẽ có cho anh em là các cái chức năng như vậy. Đấy, và anh em có thể dùng đèn trắng này, đấy, đèn đỏ này, hoặc là anh em chuyển về đèn trước, giữ lì thì nó sẽ chuyển về trước cho anh em. Đó, rất tiện ích luôn anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em con đèn pin cảnh sát Nhật nhé. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ là một con đèn rất là tuyệt vời cho anh em luôn. Đây. Đấy, lên cho anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, Police Made in Japan. Độ rọi xa thì từ 600 đến 1000 mét anh em nhé. Đó, đây. Và rất là đẹp luôn anh em này. Đấy. À, đầu tiên thì sẽ là chức năng phá kính này. Đấy, có chức năng phá kính này. Đấy, bên này thì sẽ là cắt dây này, và bên này có nam châm hít này. Đấy, có nam châm hít nhá. Có la bàn cho anh em. Đây, có la bàn nhá. Và có cả còi hú luôn anh em nhá. Có cả còi hú luôn đây. Đấy, còi hú luôn. Đấy, la bàn, còi hú các thứ đầy đủ. Con này thì khá là nhiều chức năng cho anh em. Và có cả tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy. Đèn của nó thì rọi rất là rọi luôn anh em này. Pha của nó rất là rọi luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là những cái pha bên trên này anh em dùng rất là tiện này. Có nhấp nháy cảnh báo SOS cho anh em luôn. Đầy đủ các chức năng. Giá thì cực kỳ tốt cho anh em luôn. Con này thì anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Giá của nó sẽ là con này giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Còn con hai đầu này thì sẽ là 260.000 anh em nhá. Rồi ok. Hello các bác nhá. Nay thì em lên cho các bác một số cái mã đồ điện này. Đấy, thì hàng mới cập bến cho các bác luôn. Đấy, thì cái lô này nó sẽ là cái hàng thương hiệu bếp từ thương hiệu Sato nhé. Đây nó sẽ là một con bếp từ đôi nhé, bếp từ đôi. Đấy, con này thì nó sẽ là một con bếp từ hàng thương hiệu Sato các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác quan sát này, bếp từ đôi nhá. Đây em sẽ đo cái kích thước cho các bác xem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 4.500.000 cho một con bếp từ đôi như này các bác này. Đấy. Các bác lên xem là bếp từ đôi, giá sẽ là 4.500.000 nhá. Cái chiều ngang của nó sẽ là 43 và chiều dài của nó sẽ là 72 nhá. Hàng loại to đấy. 43 và 72 nhá. Hàng thì của thương hiệu Sato. Đấy. Và nó sẽ có hai bếp nhá, hai bếp và cái đường kính của nó đều là 20 hết nhá. Hai bếp 20 như này. Đường kính của nó cực kỳ dày dẫn luôn. Hàng thì mặt của nó là mặt kính cường lực có bo viền nhôm nhá, có bo viền nhôm. Đấy, có bo viền nhôm như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và đây là cái thông số của nó các bác này. Đấy. Đây em sẽ cho các bác xem cái thông số của nó này. Đấy. Con này thì hàng của công ty tem bảo hành này, công ty điện tử Việt Nhật này. Đấy, có mã sản phẩm đàng hoàng nhá, có địa chỉ sản xuất nhá. Đấy, đây. Công ty điện tử Việt Nhật này. Hàng này thì nó sẽ là bếp từ đôi này. Xuất xứ Việt Nam này. Đấy, theo tiêu chuẩn của Nhật này. Điện thì công suất của nó sẽ là 2400W nhá, 2400W. Điện 220V. Đó, đây. Tem kiểm định chất lượng các thứ đàng hoàng. Đó. Hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật, xuất xứ Việt Nam. Đó. Và con này thì giá sẽ là 4.500.000 nhá, 4.500.000. Bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Hàng này thì yêu cầu là các bác phải cọc thì bên em với đi đơn, tại vì nó là một cái hàng dễ vỡ. Đấy, cho nên là cái này thì nó là hàng công ty bên em bảo hành cho các bác luôn, bảo hành cho các bác sử dụng luôn. Trong vòng là 6 tháng, lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác trong vòng 6 tháng luôn. Cho nên các bác yên tâm sử dụng tem mác của thương hiệu đây. Đấy, Sato các bác này. Đấy, và con này thì nó đều là phím cảm ứng hết nhá, phím cảm ứng hết. Tắt bật đây. Đấy, tắt bật này, phím cảm ứng hết nhá. Và có các cái chế độ như này để cho các bác sử dụng này. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. 4.500.000 hàng mới toanh nhá, mới toanh. Các số hotline của bên em đây. Lên cho em là bếp từ đôi nhá, bếp từ đôi này. Đấy. Các bác lên cho em là bếp từ đôi nhá. Bếp từ đôi này, bếp từ đôi giá của nó sẽ là 4.500.000 nhá. 4.500.000 cho con bếp từ đôi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái bếp, đó là cái bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại này. Con này thì nó cũng là hàng liên danh Việt Nhật, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây nó cũng là một con bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Con này thì nó có thể đun hoặc là nấu nướng đều được hết nhá, nấu nướng đều được hết. Đó, tem bảo hành hướng dẫn đàng hoàng, hướng dẫn sử dụng đâu ra đấy luôn. Đấy, các bác lên cho em là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại có phiếu bảo hành đàng hoàng. Con này thì cái đường
Kính phủ bì của nó sẽ là 36 nhá, 36 và chiều ngang của nó là 29 các bạn. 36 29. Còn cái phần bếp này của nó sẽ là tầm khoảng mười mấy 20 gì đấy nhá. Đấy. Nóng thì cực kỳ là nhanh luôn, các bác có thể dùng nướng trực tiếp được luôn. Đấy. Mặt thì nó sẽ là mặt kính cường lực nhá. Đấy, và con này thì gọi là bếp hồng ngoại. Dòng bếp hồng ngoại này thì nó đun rất là nhanh sôi nha, và rất là tiện ích luôn. Có tăng giảm này. Đấy, om ợt này. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Bếp hồng ngoại nóng nhanh và đun được hết các loại xoong luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp hồng ngoại nhá. Bếp hồng ngoại. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Đó, bếp hồng ngoại. Đấy, bếp hồng ngoại giá của nó sẽ là 500k nhá. Bếp hồng ngoại giá sẽ là 500k cho con bếp hồng ngoại như này. 500.000 bao ship bên tận nhà cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng vừa tiền thì các bác không cần phải cọc nhá. Đấy. Đây, kích thước của nó đây các bác nhá. Rất chất lượng cho bác luôn, quai bằng nhôm này. Đấy, quai bằng nhôm rất đẹp, rất chất lượng luôn nhá. Bếp hồng ngoại này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nồi kho cá nhá. Đấy, nồi kho cá. Con này thì sẽ là cũng là hàng của thương hiệu đây. Đấy, cũng của thương hiệu Matica luôn, đồng thương hiệu luôn nhá. Đó. Và nồi kho cá này thì nó là một cái dòng nồi nóng chậm nhá, nóng chậm. Cho nên là khi các bác dùng thì phải kho qua đêm nhá, kho qua đêm hoặc là để từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhá. Và khi các bác cắm thì nó sẽ có nấc 1, nấc 2, nấc 3 và nấc 4 là tự động này. Thì lưu ý các bác là khi mà về mà các bác cắm thử nước ấy, nguyên cái nồi sứ này nó rất là dày. Cho nên các bác muốn mà cắm mà nó nóng được nước là phải cả tiếng đồng hồ. Đấy, cho nên là khi mà các bác kho cá thì khỏi cần nước luôn. Khỏi cần nước luôn, các bác chỉ cần là cho cá, cho thực phẩm, cho gia vị vào là kho thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Hàng của nó sẽ là 235W, 2,5 lít, điện 220V. Hàng của hãng nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ thôi. Chỉ có cho các bác là 290.000 thôi. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Các bác lên cho em là nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Cái này là nóng chậm nhá, cho nên là về nhà các bác cứ test thoải mái luôn. Bên em lỗi bảo hành đổi mới cho bác yên tâm, nồi kho cá 290k nhá. Đấy. Nào, dòng này của nó là nó nóng chậm cho nên là các bác cứ yên tâm sử dụng nhá, không phải lan tan gì cả các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 290.000 trong cái nồi kho cá này thôi. Cuối năm Tết nhất đến nơi các bác mua về để kho cá rồi hầm xương hầm giếc đều được hết nhá. Đây, hàng của thương hiệu Makita này. Đấy. Có công ty các thứ đàng hoàng nha, đâu ra đấy nhá. Đấy. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Rồi, ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đấy các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cái này 150 à. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt. Tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó, thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Xe đạp xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây. Và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá. Bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm được khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên trên là bơm cây nhá, giá sẽ là 150k nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên trên là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm một ti nhá. Đấy, các bác lên trên là bơm một ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm một ti như này. Đây, các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật, của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đàng hoàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox như này, và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm.
chiều ngang của nó thì khoảng 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó, thì bơm xe máy là ok rồi. Bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này. Hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti nhá, bơm 1 ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác, thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhé, xe 4 chỗ với những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái cho em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện, và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Đây, các cái đầu kết nối của nó này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẩy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn. Chiều dài thì khoảng 30 cm, và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm. Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng, rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000. 250k cho một con bơm 2 ti như này. Và bên shop sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti 250k một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây, ví dụ như đây, cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào, rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt, rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì các bác này. Đấy. Lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy, thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non, và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá. Bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa. Giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm. Khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, để thằng ngay để nhận ưu đãi. À, rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ làm con bình tông này, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất, và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có thể để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống, hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này. Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này. Bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình. Dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là, một hộp này bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân, rồi
các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này, kèm thêm cái gói thuốc này, bóc ra sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 một bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Một cái miếng dán thải độc chân như này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt như này. Hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó, hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày. Dày của nó vào khoảng là 5 6 ly nhá, 5 6 ly rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá, hàng của thương hiệu Seki Japan con này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì quá lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá. Gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy. Rất bén luôn các bác theo. Đây. Rất là bén luôn nhá. Rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000. Còn con thái gỗ này, con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá. Rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi. Hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ, con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ giá sẽ là 80k. 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì đến shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 m nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 m. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 m và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên xem là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 m nhá, 20 đến 30 m. Đó, giá sẽ là 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên xem là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là
một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400 nghìn cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng, giá sẽ là 400 nghìn. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá, 400 nghìn cho cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy, và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190 nghìn cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230 nghìn. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim nên không lo gì bị dỡ, chứ không phải là bằng xi nhựa đâu có nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230 nghìn và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190 nghìn nhá. Cóc nhỏ này là 190 nghìn. Thì các bác lên cho em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 nghìn trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác dưới 200 thì cộng thêm cho em 30 nghìn để ship nhá. Bên em ship code toàn quốc. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác kia khóa Đức nhá, khóa Đức này, khóa đồng Đức, hàng made in Germany này, made in Germany, chữ khắc chìm luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 4 chìa. Dòng này thì nó là chống trộm, chống cắt cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 160 nghìn cho một con khóa Đức như này các nhá. 160 nghìn, hàng 4 chìa. Con này thì bao chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Dòng này thì chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa được hết cho bác nhá. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện ích cho các bác khi mà mình sử dụng xong cái khóa cổng, khóa cửa. Và có 4 chìa, các bác có thể chia nhau ra mỗi người một chìa. Và khóa của nó là dòng khóa tròn như này thì Việt Nam chưa có phôi để làm giả chìa được các bác nhá. Đấy. Và cái khóa tròn này thì rất là tiện ích và an toàn để cho các bác sử dụng, và thân của nó được đều bảo vệ như này. Đấy. Khóa bằng đồng, chống nắng mưa rất là tốt nhá, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ rất là an toàn, chống trộm, chống cắt, rồi chống các cái loại xâm nhập đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo một cái hộp ổ khóa Đức này, giá sẽ là 150 nghìn nhá. 130 nghìn nhá. Đấy, đặt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức này. Đấy. Khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức giá sẽ là 130k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130 nghìn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một con bàn chải rất là tiện dụng luôn. Đấy, giá chỉ có 60 nghìn thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân bàn chải như này, một thân bàn chải như này. Đấy, một thân bằng điện như này, kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 4 đầu bàn chải như này. Tính ra các bác đi mua cái bàn chải này đã phải mất 20-30 nghìn rồi. Thế mà đây kèm cho các bác 4 đầu bàn chải, một thân máy như này, một dây sạc, mà giá cũng chỉ có cho các bác là 60 nghìn thôi, tức là các bác được không cái máy này rồi. Đấy. Và về thì các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em, có thể là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lắp vào là mình dùng thôi các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc này. Đấy, có 6 chế độ này, 1 2 3 4 5 chế độ như này. Chế độ làm sạch, chế độ làm trắng răng, rồi chế độ chống viêm níu, viêm lợi các thứ này các bác này. Đây, bác này. Tần suất dùng của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút các bác nhá. Dùng rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy. Giữ lì này nó sẽ tắt các bác này. Đấy, giữ lì này nó sẽ bật tắt nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Kèm thêm cho các bác là một thân máy này, một thân máy, 4 đầu bàn chải và một cáp sạc nhá. Một thân máy, 4 đầu bàn chải, một cáp sạc, một lần sạc các bác có thể dùng thoải mái cho em. Dùng thoải mái cho em từ 3 đến một thân máy các bác dùng thoải mái cho em từ 5 đến 7 ngày nhé. Nói chung là dùng từ 7 đến 10 ngày thoải mái luôn. Từ 7 đến 10 ngày thoải mái. Đấy, một tháng các bác chỉ cần sạc cho em là 2 đến 3 lần là ok. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện nhé. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này. 60 nghìn thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhé. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bên shop về thì nó sẽ có màu inox này, màu xanh, màu đen và màu xanh quân đội nhá. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội. Đây, màu này nó sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì giá sẽ là 190 nghìn nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Hàng này thì bao giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn, giữ nóng giữ lạnh rất là tốt luôn các bác này. Đấy, có lưới lọc này nhá. Có lưới lọc các bác có thể pha trà, pha cà phê. Hàng inox 304, su 304 nhá, su 304 bên trong này. Đấy, su 304 rất là ngon luôn, có lưới lọc các thứ đàng hoàng. Có giòn nhá, và cái này nó sẽ là một cái nắp để cho các bác dùng làm cốc uống nước luôn. Đấy. Thì một con bình như này, hàng của quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ, nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Màu inox này, màu inox, màu xanh quân đội này thì sẽ là 190 nghìn, màu inox là 100 màu inox sẽ là 107 nhá. Màu inox 107.
Màu xanh đen thì cũng là 170 luôn. Màu xanh đen này cũng là 170 nhá. Chỉ có riêng cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190 thôi các bác nhá. Đấy, còn có cả màu đỏ nhá. Đấy, thì nó cơ bản là có màu màu xanh đen này. Đấy, hoặc màu đen. Màu này là màu đen chứ không phải màu xanh đen đâu. Màu xanh đen. Đấy, màu này thì hơi xanh xanh một tí. Màu xanh đen này, màu inox này. Đấy, màu xanh quân đội. Xanh quân đội này là 190 nhá các bác nhá. 190 này. Hàng giữ lạnh 36 tiếng, giữ nóng 24 giờ nhá. Có giòn nắp các thứ đàng hoàng. Rất tuyệt vời luôn các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn tết nhất đến nơi rồi. Các bác chế biến thực phẩm thức ăn thì dùng cái găng tay này cho em nó cũng rất là tiện, và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý thôi. Một cái hộp găng tay thức ăn như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp thôi, 25.000 một hộp nhá. Cái này thì các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn và chế biến đồ ăn cũng như là làm vệ sinh cũng rất là tốt luôn. Chất liệu của nó thì nó khá là dai nhá, khá là dai luôn. Đấy, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều đi vừa hết các bác nhá. Đấy, vừa hết. Và nó rất là dai các bác. Đấy, nó dai lắm thì khi các bác dùng nó rất là đã. Đấy, đây, tay to, tay nhỏ này, em tay đàn ông đi rất là vừa này các bác này. Đấy, tay phụ nữ đi cũng rất là vừa luôn. Đấy. Và nó siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai như này. Thì khi mà các bác sử dụng ấy thì không lo nó bị đứt nhá. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn, làm nem, làm nộm, rồi nói chung là dọn dẹp vệ sinh cũng rất là ok thôi. Đấy, nó rất là dai này. Đấy, hàng siêu mềm, siêu dai luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Đó, găng tay thức ăn giá sẽ là 25k trên một hộp nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giấy lau giày nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác đi giày đi dép cần phải vệ sinh thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái giấy mà nó sẽ có tẩm sẵn cái xà bông và các cái dung dịch để mình tẩy rửa rồi. Thì các bác chỉ cần là đây. Đấy, ví dụ như cái dép này của em nó đang bẩn này. Về nhà các bác đánh kỳ cọ đi cho em này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có xà bông lên như này, có xà bông như này nhá. Đấy. Các bác trông chưa? Đấy, bẩn như này mà em đánh một tí là nó sẽ sạch luôn. Đấy, các bác chỉ cần đánh qua như này, sau đó thì mình lấy mình lấy cái rẻ mình lau khô đi cho em là xong nhá. Đấy đây. Em đánh cho các bác xem này. Đấy. Mục xả thị luôn các bác nhá, không cần phải cái đấy lau làm sao. Ngoài đây. Đấy các bác chỉ cần lau khô đi cho em là xong nhá, lau khô đi. Đấy thì các bác dùng để mình đánh giày đánh dép nó rất là tiện. Và giá thì sẽ là 20.000 các bạn. 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch như này nhá, một bịch như này. Đấy thì lên cho em là giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trong cái bịch lấy giấy lau giày như này. Và các bác mua từ 3 cái 3 bịch thì sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy các bạn đây em lau khô đi cho bác xem này. Đấy. Trực quan sinh động luôn nhá. Đây bên này chưa lau là đen xì này. Đấy bên này chưa lau đen xì luôn, bên này lau rồi lại đỏ như mới luôn các bạn này. Đấy như mới luôn nhá. Đây. Đấy đen xì bẩn thỉu nhá, lau đi phát như mới luôn các bạn này. Như mới luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Giày dép rồi nói chung là đồ da, đồ vải các bác lau được hết, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. 20.000 một bịch như này và mua từ 3 bịch sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên đã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Giá chỉ có 260.000 thôi. Nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì con này nó sẽ bán cho các bác từ 4 đến 500.000, nhưng bên shop bán cho các bác cái giá rất là yêu thương để gửi tới các bác để kiểm tra sức khỏe nha. Con này thì các bác dùng để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đo huyết áp, đo nhịp tim rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Đấy, combo cho bác như này, hướng dẫn hết trước đầy đủ luôn. Đó, giá chỉ có 240.000 cho một cái 260.000 trong cái máy đo huyết áp này thôi. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k cho một con máy đo huyết áp như này. 260.000 các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cầm cho anh cái bịch táo đây. Nó sẽ là một cái hàng để các bác dùng trong ngày Tết nhá, mang đi cho biếu tặng làm quà ngày Tết rất là tiện luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái bịch nho, nho của Hàn Quốc nhá, nho của Hàn Quốc này, nho khô Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc này. 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Thì con này cân nặng của nó thì từ 7 lạng đến 1 cân, từ 7 lạng đến 1 cân, em cũng không có cân nhưng không chính xác là bao nhiêu đâu. Đấy nhưng mà hạt nho này, đấy, đều đẹp luôn các bác nhá. Hạt nho đều đẹp và màu là màu tự nhiên, không có phẩm màu nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên kết giữa tập đoàn Samsung này, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc để sản xuất nhá. Và đóng gói cũng rất là Hàn Quốc luôn, rất đẹp này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà và mang đi Tết rất là lịch sự đây. Tập đoàn Samsung này. Đấy lên cho em đó là nho khô nhá. Giá sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đựng trong một hộp này rất đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà đi Tết này, nho khô này.
Tiếp theo thì bên shop về cái táo khô nhá. Táo khô này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Cân nặng của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân. Giá sẽ là 100k cho một cái bịch táo khô như này, 100k nhá. 100k cho bịch táo khô như này. Cái này thì các bác có thể mua để cho này, biếu tặng làm quà này, hoặc là các bác có thể mua để mình sử dụng như là xăng nước, hãm nước uống này, ngâm rượu này, hoặc là làm thuốc rất là ok. Đấy, hoặc là hầm xương, hầm gà, hầm vịt cũng ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bịch táo khô như này, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, táo khô 100.000. Các bác có thể mua để làm quà Tết, rất là ok và rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì lô này về nó sẽ là màu trắng này, màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, một cái màu trắng rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng thanh thoát nhá. Đó. Giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Các bác xoáy cái nắp ra cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là inox 36 này. Inox 36 các bác dùng thực phẩm thức ăn là ok. Đó, và đây nó sẽ có một cái lưới lọc như này. Các bác dùng pha trà, pha cà phê, hãm trà, hãm trước đều ok hết nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bác, pha trà, hãm trà rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đấy, và cái giá thì chỉ có 110.000 thôi. Dung tích nó là 1 lít nhá. Nắp xoáy này các bác dùng là lúc nào rót thì các bác mình ấn cái lẫy này xuống cho em. Đó, dung tích 1 lít. Đế lót có lót cao su để trên bàn chống trơn trượt, chống xước bàn. Nói chung là hàng rất là tiện ích luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Đó, đây, dung tích của nó là 1 lít này. Đấy, dung tích 1 lít. Giá thì bên shop chiều cao là 65 cm nhá. Thông số đầy đủ luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Lô này về thì sẽ là màu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Có lô về màu trắng, có lô về màu đen đấy thì hoặc màu đỏ thì nói chung là bên em sẽ gửi màu thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hello, chào các bác nha. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đó thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhé. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhé. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá. Lẫn màu này. Nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này, nhưng mà rất là đẹp các bạn này. Đấy. Và nó sẽ có lẫn những cái màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn. Dày dẫn hơn, đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá. Chính xác đấy nhá. 40.000 cho một cái khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40k nhá. 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy, cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này. Đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này. Đấy, Chanel. Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất ở Pháp đây. Made in France này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci với nước hoa Chanel. Đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá. 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1 2 3 4 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000, tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ 5 mùi hương khác nhau. Đó. Dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy.
rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này, nói chung là đủ mùi cho bác luôn, 1 2 3 4 5, 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60k. Lên cho em là nước hoa Dubai, 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khò ga đại các bác nhá. Khò ga đại, cầm anh cái khò ga trắng này. Đấy. Con này nó sẽ là khò ga đại này, hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đấy. Và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000. Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy. Lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50k. Đấy. Các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết đấy các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok và con này thì sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử xun phát rồi chống đảo chiều rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng mà bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử xun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó. Con này thì giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi, chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V 4A. Đấy, 100A này các bác này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Con này thì nó rất là tiện các bác dùng để mình khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bác này, một tay khoan như này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy. Đây các bác này. Đấy, nó còn xoay thẳng được như này nên này. Đấy các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy, 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khoan mini 180.000. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi, 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan rồi đầu lục giác rồi đốc sạc rồi kèm các cái đầu lắc các bác này, cái tay lắc ngoan nghèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini giá sẽ là 180k cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá. Nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít như này các bác này. Kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Các bác này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Minh Minh. Hold vào đây. Đây các bác nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này này, lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này. Đây nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy. Xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít như này. Các bác lên xem là máy vít giá sẽ là 130k nhá. Đấy, 130k cho một em máy vít như này, còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên xem là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này, để bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá.
Đấy, bỏ nhang vào đây đốt, sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng ở bàn làm việc hoặc là trên bàn thờ rất là tiện này. Đấy, thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi, nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái bộ hạc đồng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70k nhá. 70k trong cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60k cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20-25 gì đấy nhá, 25-25. Đặt này về mẫu to, giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm, rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ, ăn bàn, lau mồm cũng được. Đấy, lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch 10 cái luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn led các bác này. Đấy, à, xin lỗi các bác, đó là cái thước laser nhá. Đấy, thước laser như này. Đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này. Đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này. Và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá. Điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên, gạt xuống này. Đấy, sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, đây nhá. Tia này. Đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này. Đấy, con này thì vừa lấy đứng, vừa lấy nằm, vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này, đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15 cm này, và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá, một con thước rút 2,5 m luôn. Đấy, 2,5 m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, giá sẽ là 90k. Đấy, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng, các bác dùng cái này cho em. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá, 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi, dị ứng rồi, các bác dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm, dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy, dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này, các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó, đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này, hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi, giá sẽ là 45k nhá, cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này, rất tiện để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá, một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy, là các bác phải nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy, là nó sẽ tắt, thì các bác phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn, tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng 3 cánh như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng, vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng 3 cánh nhá. Giá của nó sẽ là năng lượng 3 cánh này, 180k thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái
lọc giác thiên nga nhá, lọc giác thiên nga. Đây, nó sẽ là một cái con lọc giác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này, sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác thiên nga như này bằng nhựa. Rất tiện ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em bên cho bác đó là bên shop còn một ít cái bộ rổ chậu inox nữa này. Đấy, thành lý nốt cho các bác với giá đó là 50.000 đi. 50.000 cho cái bộ rổ chậu inox như này. Đấy, lên cho em là rổ chậu inox nhá. Rổ chậu inox này. Rổ chậu inox giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5. Nó sẽ là 5 món tất cả. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 cái tô. 4 cái tô và một cái rổ như này. Một cái rổ như này thì cái rổ này đường kính của nó vào khoảng là 25cm nhá. Rổ này đường kính khoảng 25cm. Đấy, và nó sẽ có là 4 cái tô nhỏ như này. Thì các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Và cái rổ này thì mình có thể dùng để mình rửa rau này. Đấy, sau đó thì mình bỏ vào cái chậu này. Rau mùi, rau thơm, xà lách thì cho vào đây nó vừa gọn gàng, sạch sẽ, vừa không bị chảy nước. Đấy, combo cho các bác luôn. Bao gồm là 5 món như này. Đấy. Bên em là bộ rổ chậu inox nhá, rổ chậu inox. Giá thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 50.000 thôi. 50.000 cho cái bộ rổ chậu inox như này. 50.000 bao gồm cho các bác là 5 món luôn. Tính ra vào có 10.000 một món, quá rẻ luôn nhá. Đấy, thanh lý cho các bác cái giá tốt luôn. Bộ rổ chậu inox thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần ấn này thôi. Đấy, chạm nhẹ này nó sẽ sập bẫy. Đấy, chạm nhẹ này sập bẫy này các bác này. Đấy. Các bác ấn đều này cho em. Ấn đều này cho em là lẫy nó sẽ mở này. Và khi mà các bác cho mồi vào cái lỗ này. Đấy, chạm nhẹ này sập luôn. Các bác thấy không? Rất tiện luôn. Giá thì chỉ có 15.000 cho một cái 15.000 cho một cái bẫy chuột này thôi nhá. Đấy. Đấy, thấy không? Rất tiện luôn. Giá sẽ là 15.000. Lên trang là bẫy chuột thông minh nhá. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một con bẫy chuột thông minh như này. 15.000 các bác nhá. 15.000 cho một con bẫy chuột thông minh như này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Thì đây nó sẽ là một cái bộ ba nước hoa như này, bao gồm cho các bác là 3 lọ luôn. Mỗi lọ này của nó sẽ là 30ml nhá. Đấy, 30ml. Đấy, và 3 lọ như này các bác này, 3 lọ như này. Nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, nó sẽ có 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau, rất là thơm luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó. Nam nữ đều dùng được hết nhá. 3 lọ 3 mùi hương. Đó. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Đấy, lên cho em là bộ ba nước hoa nhá. Bộ ba nước hoa 150.000. Bộ ba nước hoa này. Bộ ba nước hoa nhá. Bộ ba nước hoa, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho bộ ba lọ nước hoa như này. Giá sẽ là 150.000 nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, lưu hương dài lâu được luôn nhá. Đấy, lưu hương dài lâu được luôn. Rất là tiện ích như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu. Cái này thì sẽ là 25.000 trong một hộp, bao gồm là 12 miếng. Cái này thì độ nóng rất là cao. Các bác có thể dùng để mình dán trực tiếp lên các cái phần nào các bác bị đau nhức mỏi, mình dán trực tiếp lên cho em. Đó đây, cái miếng nó sẽ là một cái miếng màu xanh như này. Đó, và các bác dán lên các cái phần nào mình bị đau nhức mỏi rất là ok. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ miếng dán, hộp miếng dán ngải cứu này, bao gồm cho bác là 12 miếng. Hàng của Nhật nhá. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu này. Dán ngải cứu, giá của nó sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái hộp miếng dán ngải cứu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Các bác lên cho em là đèn học chống cận. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một mã đèn học chống cận như này. Con này thì nó sẽ là sử dụng bằng pin nhá, sử dụng bằng pin. Đấy, cho nên là nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, còn công suất của nó sẽ là 10W và nó sử dụng bằng pin các bác, thì nó rất là tiện luôn. Đây, đấy các bác này. Con này thì nó sẽ là một dòng đèn học chống cận, thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước hoặc là dùng rất là đa di năng được luôn. Ăn cơm ăn nước, học bài, đọc sách cũng rất là ok nhá. Các bác dùng để đọc sách cũng rất là ok luôn. Đó, rất là sáng này. 1, 2, 3 này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính nhá. Đấy, và cảm biến này, các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ lên này. Đấy, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đây, các bác nhấp này. Đấy, rất là sáng luôn nhá.
Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Đèn học chống cận rất là tốt luôn. Có một cái khay đựng bút ở đây, các bác chỉ cần ấn vào đây cho em xong này. Đấy, ấn vào đây. Đấy. Cái khay này là cái khay đựng bút nhá, các bác nhấp vào đây cho em xong. Đây. Đấy, các bác chỉ cần ấn vào cái lẫy này. Ấn vào cái lẫy này là xong. Để các bác dùng thì mình đựng đựng bút nhá. Đấy, đây các bác nhấp vào đây. Đấy là nó sẽ vừa giữ chắc cho cái đèn này. Đấy, vừa giữ chắc cho cái đèn này và các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, cho bút cho giếc vào đây, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn học chống cận như này, giá của nó sẽ là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái mã đèn học chống cận như này. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày như là học bài này, đọc sách này, rồi nói chung là khi mất điện thì mình dùng ăn cơm ăn nước cũng rất là ok. Công suất của nó sẽ là 2W đến 10W nhá. Đấy, và chân sạc nhá. Đây mã giúp cho em là đèn học chống cận. Đèn học chống cận này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k là con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn quạt nhá. Đèn quạt, cái đèn này thì nó sẽ là vừa là đèn vừa là quạt luôn. Và nó có kèm cho các bác là một cái sợi dây sạc như này. Các bác cắm cái chân sạc này cho em. Có tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời luôn. Rất là tiện các bác này. Đấy. Quạt gió khủng khiếp luôn. Rất là mát nhá. Và nó có thể là nó sẽ có là thời gian quạt chạy là từ 3 đến 5 tiếng nhá. Đấy, và có cả đèn luôn các bác này, có cả đèn luôn. Đó đây. Đèn rất là sáng này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sáng nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn bão hoặc là đèn quạt nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đèn quạt đi, tại vì là nó vừa là đèn vừa là có quạt điện luôn. Đấy, có quạt mát luôn. Con này dùng rất là tiện, nhà có trẻ nhỏ hoặc là bị mất điện mất giấc các bác dùng cho em cũng rất là ok nhá. Lên cho em là đèn quạt này, có kèm cho các bác cái dây sạc này luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là đèn quạt nhá. Đó, đèn quạt này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn quạt thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai thông cống này. Đấy. Thì con này dùng rất là tiện luôn. Cống rãnh rồi đường cống đường thoát nước nhà các bác nó hay bị tắc thì các bác xả cái chai này thường xuyên cho em, một năm thấp nhất là 1 đến 2 lần nhá. 1 đến 2 lần. Thì các bác xả thường xuyên cho em để nó giúp đánh tan các cái cặn bám rồi các cái vết bẩn rồi mỡ đông mỡ riếc hoặc là tóc tai, nó sẽ đánh tan hết và nó sẽ đẩy sạch đi nhá. Cái đường cống thoát nước hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Giá sẽ là 25k nhá. Lên cho em là bột thông cống, giá sẽ là 25.000 cho một cái lọ bột thông cống như này, 25k cho một lọ các bác nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Đấy, các bác lên cho em là nồi lẩu mini. Con này trăm mấy nhỉ? Hả? Trăm mấy? 150.000 cho con nồi lẩu mini này nhá. Đấy, có quai cầm này rất là tiện này. Có số 1, số 2 này. Đấy, có số 1, số 2 rất là tiện luôn. Đây, các bác có thể dùng ăn lẩu trực tiếp này hoặc là dùng để mình hấp này. Hấp bánh bao hoặc là hấp các loại thực phẩm cũng rất là ok. Hấp tôm, hấp cá này. Đấy, hoặc là mình dùng trực tiếp để mình ăn lẩu này. Rất là tiện nhá. Hai ông bà hoặc là gia đình ít người, 2-3 người các bác dùng ăn lẩu với cái này cho em nó rất là tiện luôn. Đấy, ngoài ra thì nó có chống dính, có thể chiên rán xào nấu được hết. Đấy, một con nồi lẩu mini rất là ngon như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150k cho một cái nồi lẩu mini này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Công suất của nó thì con này nó sẽ là 600W nhá. Đấy, sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 600W các bác nhá. Đấy, công suất là 600W. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em đó là lẩu mini nhá. Lẩu mini. Giá sẽ là 150k. Con này thì nó nhỏ thôi nhá. Nó nhỏ thôi. Dung tích của nó thì nó sẽ là vào là đi nó vào khoảng là 1 lít thôi các bác nhá. Vào khoảng 1 lít thôi. Đấy. Lít hơn 1 lít một chút thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Tai nghe iPhone thì nó sẽ là một cái dòng tai nghe như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây. Nó sẽ là cái dòng tai nghe như này các bác này. Đấy. Tai nghe như này thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là hàng của Mỹ này. Đấy, California này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Hàng Nhật xuất cho thị trường Mỹ. Đấy, made in Japan đâu nhá. Đó, made in Japan. Hàng của nội địa Nhật và xuất cho thị trường Mỹ này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho bác là hai con tai nghe như này. Đó, đây. Made in Japan các bác này. Đó. Hai con tai nghe như này nhá. Kèm thêm cho các bác là
cáp sạc này. Bây giờ các bác mua một cái cáp sạc này cũng mất mấy chục rồi. Đấy, và các cái miếng mút để các bác dùng cho nó êm tai này. Đấy, các cái miếng lót như này. Thì combo cho các bác một cái con bộ tai nghe không dây như này nhá. Tai nghe của iPhone không dây như này. Đây, Apple này, In California tai nghe của Apple nhá, Apple nhá, quả táo đây. Đấy, lên trên là tai nghe không dây. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi nhá. Đấy, lên cho em là tai nghe không dây này, tai nghe iPhone nhá. Tai nghe iPhone, giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000. Đó. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Mến lại tiếp tục quay trở lại giới thiệu các cái mã hàng của bên shop. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Đây nó sẽ là con bẫy chuột rất là tiện lợi. Khi sử dụng thì các bác ấn đều hai tay này cho em này. Ấn đều hai tay cho bẫy mở này. Đó, và các bác chỉ cần chạm nhẹ này thôi là con chuột sẽ sập bẫy luôn nhá. Rất là mạnh thôi nhá, rất là mạnh luôn. Đó. Thì con này rất là tiện và giá thì chỉ có 15 cành thôi. Dùng thì cực kỳ là an toàn nha các bác, chỉ cần nhấp đều này cho em này. Nhấp đều này cho em. Đó, và khi mà con chuột nó chạm vào bẫy là nó sẽ bị sập nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 15k cho một con bẫy chuột thông minh như này nhá. 15k. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, giá sẽ là 15.000 thôi nhá. 15.000 một chiếc. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là này bên shop tiếp tục về cho các bác cái kìm tuốt dây nhá. Kìm tuốt dây các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng luôn. Hàng của thương hiệu Fuka này, Fuka của Nhật đây. Đấy, Fuka Japan qua này. Đấy. Thì con này rất là tiện ích nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tuốt dây này, bấm cốt này. Đấy, tuốt dây bấm cốt rồi là tuốt các cái phần dây ra làm đôi này, ra làm tư này, đều ok hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kìm tuốt dây như này, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một con kìm tuốt dây như này. Đấy, và đây nó sẽ có tuốt dây từ 0.8 đến 3.2mm nhá. 3.2mm. Thì bác nào làm thợ điện là bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện. Hàng nội địa của Nhật, thép trắng không gỉ này. Quai kiếc cán cầm của nó rất là chắc chắn luôn, cao su êm ái này. Các bác dùng thì nó rất là đa di năng, dùng để tuốt dây điện. Các bác làm thợ làm nghề xoắn dây này, hoặc là dùng để cắt dây giết các thứ, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đây, có cái phần cắt dây ở đây. Đấy, dùng để xoắn rồi cắt dây các kiểu con này điều luôn. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kìm tuốt dây nhá. Kìm tuốt dây, giá sẽ là 95k. Đó. Các bác lên cho em là kìm tuốt dây này. Đấy, kìm tuốt dây. Kìm tuốt dây nhá. Đấy, kìm tuốt dây giá của nó sẽ là 95k một chiếc nhá. 95.000 một chiếc kìm tuốt dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 đũa. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox một hộp này bao gồm là 5 đôi. 5 đôi đũa inox này, hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức này. Hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. 55k cho một hộp như này. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi 5 đôi. 5 đôi đũa inox như này nhá. 5 đôi đũa inox như này. Rất tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là đi 55.000 thôi. 55.000. Đấy, lên cho em là đũa inox nhá. Giá sẽ là 55k. Đó. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp nhá. 55.000 trên hộp 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy các bác lên cho em là con máy sấy đũa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy sấy đũa như này các bác. Đấy. Con này các bác chuyên dùng để mình sấy đũa. Rất là ok. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái chân cắm ấy rồi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đây nó sẽ là cái khay để đựng nước này, khay đựng nước đây. Khay đựng nước thừa đây. Rất là tiện nhá. Và các bác chỉ cần mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Mở cho em cái nắp này ra nhá. Đấy thì mình dắt đũa ra tiếp vào đây. Và ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái miếng dán luôn. Miếng dán này để các bác dán lên tường nhá. Đấy, em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn cho nó trực quan sinh động. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con máy sấy đũa này thôi. Đấy, mùa đông mùa này nồm ẩm các bác nên dùng con máy sấy đũa này rất là tiện ích nhá. Nên theo là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k. Đấy đây sẽ có video thực tế luôn. Mốc không? Nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đũa thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sáu khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc Asibo, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm, đảm bảo chất lượng và uy tín. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy nhấp vào góc trái màn hình để mua ngay máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV nào.
Bạn có biết rằng đỗ thìa là nơi ẩn chứa nhiều sáu khuẩn, côn trùng và nấm mốc không? Nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đỗ thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đỗ thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đỗ thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đỗ thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sáu khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc Asiber, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm. Đấy, rất là tiện ích nha, mà giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con máy sấy đũa này thôi. 100k nha, rất tiện ích luôn và rất ngon lành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng massage các bác nhá. Súng massage thì đây nó sẽ là một con súng như là hình khẩu súng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. 170.000 cho một con súng massage như này nhá. 170k. Đó, 170k cho một con súng massage này nhá. 170.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, thân máy nhá, lõi của nó là lõi bằng đồng nhá, động cơ không chổi than này. Đấy, và các bác lắp các cái đầu massage vào chưa? Đấy, giữ lì này là máy sẽ chạy nhá. Tắt bật là phải giữ lì nhá các bác. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác. Dùng rất là mạnh luôn. Đây, cấp độ 1 các bác có thể đẩy cấp độ lên này. Dùng rất là khủng khiếp luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Các bác có thể dùng để massage các cái bó cơ này, bắp tay, bắp chân này. Con này thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá, các bác càng nhấn mạnh thì nó sẽ là càng rung mạnh. Còn các bác bỏ ra thì nó sẽ lại rung nhẹ nhé. Đấy. Thì mình có thể dùng để massage cổ, vai, gáy rồi dây thần kinh, đấy, lưng. Và có kèm cho các bác là 4 đầu massage và một cái cáp sạc như này nhé. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đấy, lên cho em là súng massage nhá, nó hình khẩu súng như này. Cho nên là bên em gọi nó là súng massage. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 mỗi em này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ vít đây. Một cái bộ vít như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho cái bộ vít như này các bác. Đấy. Bộ này thì bên shop lên nó sẽ là bộ V46 nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này. 20 đầu vít này rồi đầu khẩu rồi tay công các kiểu con đà điểu luôn. 20 đầu vít này, 10 và đầu khẩu từ 4 đến 14 này rồi các cái chi tiết khác nữa. Nói chung là bộ này thì tha hồ thoải mái cho anh em các bác sử dụng làm thợ, làm nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. Giá không tin nổi luôn. Đấy, tay công, tay lắc, tay nối dài đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây nó sẽ có cho các bác là đây, đây em sẽ cho các bác xem này. Đây nó sẽ là một con tay công như này nhá. Tay công như này các bác này. Đấy. Tay công này thì các bác có thể dùng để lắp khẩu này hoặc là lắp vít đều được này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn các bác nhá. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn, rất là tiện này. Đấy, lắp khẩu cũng được mà các bác. À, lắp vít được, lắp vít được. Đấy, rất là ok. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay kiểu tay vít như này. Cái tay vít này cũng rất là tiện này. Các bác có thể lắp cái tay vít này mình dùng trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay nối dài này, tay nối dài và tay ngoắt nghéo này. Tay này có lò xo ngoắt nghéo này. Đấy, rất là đa di năng luôn nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái món như này. Đầy đủ khoảng 45 46 chi tiết cho các bác luôn. Mà cái giá thì bên shop đang thanh lý cho bác giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là bộ V46 nhá. Bộ V46. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy. V46 giá sẽ là 130k. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. V46 này 130k. Không để tin nổi luôn. 130.000 trong cái bộ vít thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Cưa lách này, hàng của thương hiệu Fukuoka của Nhật này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một con cưa lách như này nhá. 50.000. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành này. Đấy, rất là tiện luôn. Cưa lách giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ này. Đấy, đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Con này thì các bác chuyên dùng để thái thôi. Bản của nó thì khoảng 8 cm nhá. Chiều dài thì khoảng 30 cm. Đây. Siêu bén luôn. Các bác có thể dùng để thái này. Đấy, rồi gọt hoa quả cũng được, thái gọt. Và con này thì rất là vừa sinh, nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng nhá. Vừa sinh, thái thì cực kỳ là ngon luôn. Hàng đánh nhám chống dính này, nội địa của Nhật này, made in Japan nhá. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Dao thái lỗ này. Dao thái nó có lỗ cho nên lên cho em là dao thái lỗ 125k. 125.000, đấy nó có lỗ này. Đấy, cho nên là em gọi nó sẽ là dao thái lỗ nhá, rất là ngon luôn. 125.000 cho một em dao thái lỗ như này, rất tiện ích nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Đấy, thì nó vừa là phích để giữ nhiệt, vừa là dùng để làm ấm siêu tốc đun sôi luôn. Đấy,
hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hàng thương hiệu Cucu nhá, hàng thương hiệu Cucu, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Đấy, có giữ nhiệt cho các bác luôn nhá, giữ nhiệt cho các bác luôn và nó tự động ngắt nhá. Đấy, các bác cứ đặt lên khay này cho em là xong. Khi nào mà sôi là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, và có giữ nhiệt luôn. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000 cho mấy em fix đun sôi như này. Đó, fix đun sôi nhá. Vừa là giữ nhiệt vừa là ấm siêu tốc luôn thì nó rất là tiện. Đấy, nó sẽ là hai chức năng cho các bác luôn. Các bác chỉ cần đặt lên nhà cho em là xong. Đó. Và lúc nào mà sôi nó sẽ tự ngắt, còn lại là nếu mà các bác không muốn để thì các bác bỏ ra. Lúc nào mình cần nóng thì là mình lại đặt vào, không có thì mình lại bỏ ra nhá. Giá sẽ là 180.000 cho một con fix đun sôi như này. Lên cho em là fix đun sôi. Giá sẽ là 180.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cái bộ máy rửa xe nhé, bộ máy rửa xe giá thì chỉ có 290.000 thôi, máy rửa xe chạy bằng pin này. Thì đây sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vòi này, đấy, dây dài khoảng từ 3-5 mét này, rồi cái này nó sẽ là đầu vòi xịt tuyết này, đấy, một thân máy này, đấy, một thân máy nhá, coi nhá, đấy, một thân máy này, một thân máy như này, đấy, một thân máy, một cáp sạc này và một viên pin nhá, một thân máy, một cáp sạc, một viên pin. Đấy, các bác theo. Đấy, đây. Đã có test nước, ok ngon lành này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Một thân máy, một cáp sạc, một viên pin. Đầy đủ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 290.000 thôi nhá. 290.000 cho một cái bộ máy rửa xe pin như này nhá. Lên cho em là rửa xe pin này. Máy rửa xe pin này, rửa xe pin, giá sẽ là 290.000. Ngoài rửa xe các bác có thể dùng để mình tưới cây rồi làm mọi việc đều được nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này, lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cưa gấp các nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25 cm và có lô là 30 cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi, các bác hết sức thông cảm cho em nhé. Đó, thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là 50.000 nhé, 50.000. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhé, 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện. Thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành, nói chung là dùng rất là đa di năng luôn và rất là ngon nhá. Thép SK5 không gì này, Made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào là xong nhá. Đó đây, Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Nên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Lên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70.000 nhá. Kéo cành cam này. Kéo cành cam, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách, hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan này. Đó. Nó sẽ là một con cưa lách như này, Made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành rồi tỉa cây những cành dăm, cành nhỏ rất là ok, hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con cưa lách như này nhá, hàng Made in Japan qua đây. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con kéo tỉa inox này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, Made in Japan của nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa dăm này, đấy, dùng để cắt tỉa dăm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa dăm, tỉa cây, những cái dăm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em, rất là ok luôn. Đó, hàng Made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Lên cho em là kéo tỉa dăm inox nhá, kéo tỉa dăm inox, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ, còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món, 2 kéo và 2 cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 100
160.000 nhá, 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là hai kéo hai cưa luôn các nhá, hai kéo hai cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá, 50k, nó 50k trong con kéo tỉa inox như này. Đấy thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi, 160.000. Đấy thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo hành cam này là 70.000 này, 70.000. Đấy cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá, bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhá, 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa là 190 các bác nhá. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật made in Japan đây. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa dăm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24 25 cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu? Lên cho em là kéo 24 nhá, kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20 cm thôi, con inox là 20 cm. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc, hàng made in Japan đây, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan này các bác này. Chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó, giá thì sẽ là 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là kéo lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc. Kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con kéo cành đúc nhá. Giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa anh em các bác nhá. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ gom hàng mua đủ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã dao chặt đứt nhá. Đây là một con dao cực kỳ là ngon luôn. Hàng thứ nhất là hàng liền thân các bác này. Đấy, hàng liền thân cán liền. Thì con này các bác dùng nó rất là đầm tay và cân nặng của nó thì khoảng từ 3 đến 5 lạng, từ 3 đến 5 lạng. Hàng thương hiệu Winling của Đức này, made in Germany nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, giá thì sẽ là 150k. Đó, dao chặt đứt này, lên cho em là dao chặt đứt nhá, chặt đứt giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho một em dao chặt đứt như này. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng liền thân nhá, chặt cực kỳ là ngon luôn, băm chặt cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và có cái phần trên này để các bác dàn mình dàn thịt các bác này. Đấy, có phần này để các bác treo này. Thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ, hàng made in Germany, rất chất lượng cho các bác luôn, băm chặt cực kỳ là ngon nhá. Đó, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao cầm trên cái con dao thái các bác nhá. Dao thái thì nó sẽ là em sẽ lên tên nó là dao nhọn và dao vuông để cho các bác dễ phân biệt nhá, dao nhọn và dao vuông. Đấy, thì bên shop sẽ có hai mẫu như vậy, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Và cái mẫu nhọn thì sẽ là 175.000 và mẫu vuông là 180.000. Đây, con này thì nó sẽ là mũi nhọn như này các bác này. Đấy, mũi nó sẽ là mũi nhọn như này. Mũi nhọn như này các bác nhá. Dòng dao thì cực kỳ là bén luôn các bác nhá. Cái này các bác có thể mua để về mình thái lọc phi lê đều được hết này. Test giấy là bình thường, em sẽ test dọc giấy bóng cho bác xem này. Đấy, dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, tức là dao phải là dòng dao siêu bén thì mới dọc được giấy bóng như này nhá. Đấy, còn dao thường thì không thể dọc được giấy bóng như này đâu. Dòng này là dòng siêu bén luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 175.000. Lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn. Giá sẽ là 175.000 cho một em dao nhọn như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao nhọn này, 175k nhá. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mã đó là con dao vuông nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là
cái dòng mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia nó sẽ là mũi nhọn. Chiều dài của dao thì đều là vào khoảng là 30 cm, và bản của dao thì nó sẽ là một cái dòng bản khoảng 4 phân rưỡi nhá, 4 phân rưỡi cơ bản như vậy quá. Thì đây nó sẽ là con này, nó sẽ là con mũi vuông các bạn này. Độ sắc bén thì như nhau thôi, khỏi về bàn về độ sắc bén rồi. Đấy, nói chung là rất là sắc luôn. Đấy, khoảng 30 cm. Con này thì mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia thì mũi nó bầu ra. Thì các bác tùy muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đấy, rất là bén luôn các bạn này. Đó, quay theo, rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Nó rất là ok ngon lành. Wattbo Japan này, thép không gỉ này, đấy, chroma này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là dao vuông nhá. Con này thì sẽ là 180k. Dao vuông này, đấy, lên cho em là dao vuông nhá. Dao thái vuông 180k nhá. 180.000 con dao thái vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩu tẩu thuốc nhá. Lên cho em là tẩu thuốc bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 một cái tẩu thuốc như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ 70.000 một cái tẩu thuốc như này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái tẩu rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác theo, rất là tiện ích luôn. Đó, rất tiện ích như này nhá. Đó. Con này thì các bác có thể cho thuốc lá hoặc thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Đấy, và đây nó sẽ là đầu liền như này. Chất liệu của nó này, đấy, chất liệu của nó này. Đấy, nó sẽ là bằng một cái loại nhựa gì đó, còn cái đầu tẩu này nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đấy, các bác có thể xoáy ra như này con này. Đấy, châm nước vào đây, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, cái này nó có gioăng giếc đầy đủ cho bác luôn nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Các bác lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ tẩu thuốc như này để các bác sử dụng luôn. Rất là tiện, các bác có thể hút thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc, giá sẽ là 70k nhá. Đấy. Tẩu thuốc này, giá của nó sẽ là 70k, 70k cho cái bộ tẩu thuốc nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Cái này thì các bác đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, thế là rác nó sẽ trôi vào đây, là các bác đổ đi thôi. Cái này nó bằng lưới thì nước nó thoát nhanh và cái rác nó không bị bám vào như là cái chậu lọc bình thường nhá. Hãy lên cho em là lọc rác inox nhá, lọc rác inox. Giá sẽ là 15k cho một chiếc như này. 15k nhá, 15k cho cái lọc rác inox như này nhá, 15.000. Đấy, rất là tiện, đây em sẽ có video thực tế luôn các bác nhá. Đó, nó rất là tiện luôn, các bác chỉ cần là bỏ vào cho em là xong nhá, rất là tiện các bạn. Đây, đấy, đặt vào cho em là xong này. Đó, cơm rồi rác rưởi các thứ là mình cho vào là nó sẽ thoát nước rất là tốt luôn. Đấy, và rất là sạch sẽ nhá, nó không bị bám cặn. Thì các bác dùng nó rất là vệ sinh. Đấy, đặt vào cho em là xong. Đấy, và nó thoát nước rất là tốt luôn, đổ đi rất là sạch. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá. Thì bên shop bán nó sẽ là combo. Đấy, từ 3 chiếc trở lên 20.000 cho 3 chiếc, và bán cả bịch này sẽ là 60.000 một bịch 10 chiếc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên nhá, 100% là bông tự nhiên. Một mặt của nó thì kích thước của nó sẽ là 50 và một chiều là 30, một chiều là 50, một chiều 30. Một mặt là bông mịn và một mặt là bông thường nhá, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Thì các bác dùng để rửa mặt này, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh rất là ok. Nói chung là các bác mua một cái này, mua một bịch này các bác dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Khăn thì nó sẽ là dòng khăn của Hàn Quốc nhá, rất là bền đẹp, chắc chắn và sạch sẽ như này. Và kích thước của nó là khá là to luôn, 30 x 50. Và bên shop bán cho combo nhá. Đấy, 3 cái là bằng 20k nhá, và 10 cái là một bịch này là bằng 60k. Đó, bên shop bán từ 3 cái trở lên 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa nhá. Các bác lên cho em là thanh chắn cửa. Đây là một cái thanh để các bác dùng để mình chắn cửa này, chắn cửa rồi dùng để chia chắn kiến dán côn trùng rồi bụi bẩn các bác nhá. Các bác chỉ cần là nhét vào cái mép cửa này cho em là xong. Chất liệu của nó thì cái này là bằng vải này, còn cái này nó sẽ là bằng bọt này. Đấy, bằng bọt bông các bác nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái thanh chắn cửa này. 25.000 các bác nhá. Thanh chắn cửa. Cái này thì các bác dùng để chắn côn trùng rồi nói chung là ruồi muỗi kiến dán đều ok hết nhá. Thanh chắn cửa. Đây các bác này, đấy mình sẽ nhét vào cho em vào cái phần cửa như này. Ruồi muỗi rồi côn trùng kiến dán là nó sẽ chịu hết luôn nhá. Nó rất là tiện luôn. Đấy, thì rất là hợp lý cho các bác sử dụng thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc, chiều dài của nó thì vào khoảng là 90 cm. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là banh nó ra, sau đó thì mình nhét vào khe cửa là xong.
ruồi, muỗi, kiến, gián, côn trùng đều ok hết nhá. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý các bạn. Đấy, các bác chỉ cần nhét vào cho em này, xong này. Đó, sau đó thì mình phần thừa là mình cắt đi, rất hợp lý luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ lược nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 110.000 cái bộ tăng đơ lược như này. Con này thì có sẵn cho các bác là dây cắm sạc luôn nhá, dây cắm sạc này, 4 cái cữ này, một cái lược này, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh. Hàng thì của thương hiệu Aichen của Nhật nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn, cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Và có điều chỉnh cữ cho các bác luôn này, từ 0,8 đến 2 mm nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cữ đây để mình cắt này, rất là ngon nhá. Đây, đẩy lên. Đấy. Rất là khỏe luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để cắt tóc này, cạo râu, chấn viền được hết nhá. Cắt cho người già trẻ con không sợ bị ăn tay các bạn. Đấy, tăng đơ đang chạy nhưng mà rất là ngon luôn nhá. Con này rất là bền các bạn, rất là bền. Các bác dùng để cắt tóc, chấn viền đều ok hết. Có sẵn cho bác là một lược này, 4 cữ và một đốc sạc luôn nhá. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một cái con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay giấy vàng nhá. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này sẽ là 130.000 cho một cái khay giấy vàng như này. Giá của nó sẽ là 130k. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây nó sẽ là một cái khay bằng giấy như này. Khay này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng. Bằng nhựa mạ vàng như này các bác. Đấy, nắp của nó thì nó sẽ là mở trực tiếp vào này luôn. Các bác để cho em giấy các thứ loại giấy ăn vào đây, rất là tiện ích nhá. Đó, bằng nhựa và mạ vàng 18 carat, các bác dùng bền đẹp chắc chắn không lo bị gì sét nhá. Đấy, không lo bị gì sét cong vênh như thế này thế nọ. Cứ mua về là mình dùng thôi. Chiều rộng của nó khoảng 20, chiều dài 20, chiều rộng thì vào khoảng là 12 và chiều cao thì vào khoảng là 10. Đó, rất là đẹp nhá. Vừa xinh một khổ giấy các bác để lên bàn ăn này, bàn ăn hoặc bàn uống nước rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng rất là đẹp luôn. Khay giấy vàng 130.000. Đó, giá rất hợp lý cho anh em và các bác lựa chọn luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, nó sẽ là 6 viên như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức các bạn, hàng của thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức như này. Rất tuyệt vời cho bác này. Winling hai hình người của Đức nhá, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một hộp này chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho một hộp đá như này, có cả cái xìa, có cả cái kẹp này để các bác kẹp, các bác gắp ra cho em nó rất là tiện nhá. Gắp ra. Giá thì sẽ là 70.000. Lên cho em là đèn lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu 70k. Đó, đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 70k. Con này thì các bác dùng sử dụng chức năng chính là bây giờ mình về mình rửa sạch sẽ đi, sau đó thì mình bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh. Mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt, mình cần mát thì mình bỏ cái này vào là xong. Sau đó thì mình lại vệ sinh đi là xong. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia đũa nhá, đũa sứ. Các bác này, đấy rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này. Các bác cứ mua cho em 2 đến 3 vỉ là ok, 2 đến 3 vỉ là ok các bác nhá. Đấy, khi mà mình ăn cơm mà các bác dùng một cái đũa sứ này thì thứ nhất là không trơn trượt này, không nấm mốc này, không bị vi khuẩn xâm nhập này, rất là tiện và rửa thì rất là nhanh khô nhá. Đấy, kích thước thì rất là đẹp này. Dùng con đũa sứ này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, gọi là sứ nhưng mà nó rất là chắc chắn chứ không phải là dễ vỡ dễ gãy đâu. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Cái đũa sứ này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 cho một vỉ như này. 60.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60k cho vỉ đũa sứ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia keo vàng đa năng nhá. Đấy thì bên shop sẽ bán theo vỉ nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ là một vỉ này bán theo, tức là bán theo dây như này, một dây bán theo ba hộp như này nhá. Đấy. Bên shop thì bán sẽ là combo là ba hộp như này nhá. Ba hộp như này thì giá của nó sẽ là 20.000 cho ba hộp nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng nhá. Keo vàng đa năng này. Keo vàng đa năng, đó. Giá của nó sẽ là 20k. 20k trên 3 hộp nhá, 20.000 trên 3 típ. Đấy, keo vàng đa năng 20.000 3 típ này. Các bác có thể dùng để dán đồ trang sức này. Đấy, dán bàn ghế gỗ này, dán đồ sành, đồ sứ này, rồi điện thoại này, thiếc, nói chung là dán đa năng được hết. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan các bác này. Đó, mã vạch này 885 này. Thì con này các bác yên tâm sử dụng luôn.
Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là keo vàng đa năng. Keo vàng đa năng giá sẽ là 20.000 cho 3 típ nhá. 20.000 cho 3 típ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nhang trầm đốt nhá. Đấy thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng. Đấy mỗi vòng này là một mỗi một tẹp này là 2 vòng nhá. Mỗi một tẹp này là 2 vòng các bác. Về các bác giả là sẽ là 2 vòng. Đó 100 vòng. Và con này thì cái thời gian đốt của nó thì cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng nhá. Tùy theo cái địa hình các nhá, tùy theo cái địa hình các bác, để nó ít gió thì nó sẽ cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một cái hộp nhang trầm đốt như này. 100 vòng luôn. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Chất liệu bằng trầm hương tự nhiên rất là thơm. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm đốt giá của nó sẽ là 40k. 40k trên một hộp bao gồm 100 vòng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái led pháo hoa nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là có các cái tia như này và các bác dùng để mình dán lên tường. Dán lên tường các bác hàn khung cho nó thì các bác trang lên nó cũng rất là đẹp. Đây. Đấy nó sẽ bắn ra những cái tia pháo hoa này rất là đẹp này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ led pháo hoa này thôi. 180k nhá. 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi. Đây nó sẽ là một cái đèn ngủ như này và các bác dùng chức năng dùng để đuổi muỗi cũng rất là ok luôn. Đó, dùng để đuổi muỗi này. Đấy, nó sẽ có hai chức năng và có cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng và có công tắc bật này các bác này. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k nhá, 45k. Đó, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 cho một chiếc như này. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về được một ít cái đồng hồ của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ của thương hiệu Rolex. Thì hàng về số lượng không có nhiều đâu. Bác nào mua thì nhanh tay điện thoại đặt hàng giúp cho em. Đấy thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Hàng thì đồng hồ này nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đấy đây các bác này. Rất là ngon luôn. Đấy các bác nhá. Đồng hồ của thương hiệu Rolex này. Mặt vàng này, kim trôi này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đồng hồ Rolex nhá, Thụy Sĩ, rất chất lượng cho các bác luôn. Dây vàng, mặt vàng rất đẹp. Có cả ấy luôn các bác nhá. Có cả ngày, có cả lịch luôn. Đó, thương hiệu Rolex đây. Đồng hồ Rolex Thụy Sĩ nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300k. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái dòng điện thoại. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM. Đấy đây nó sẽ làm con điện thoại 4 SIM như này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây về nhà các bác lắp SIM ở đây cho em. Có 4 khay SIM cho các bác luôn nhá. Có 4 khay SIM luôn. Rất là tiện. Đó, đây. Đấy có cả đèn pin nhá. Đây nó sẽ có một cái đèn pin rất là sáng ở đằng trước này. Các bác có thể dùng để mình soi dọi hoặc là sử dụng rất là tiện ích. Có cả đèn pin luôn. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng 4 SIM. Về nhà các bác chỉ cần bật nguồn vào lắp pin lên là khởi động thôi. Đấy, lắp pin, lắp SIM xong thì khi các bác lắp SIM xong thì các bác tắt nguồn đi nhá. Lắp SIM xong tắt nguồn đi. Đấy, bật lại cho em. Đấy, để nó nhận SIM nhá. Lắp SIM vào thì các bác tắt nguồn đi. Sau đó thì mình bật lại lên cho nó nhận SIM là ok nhá. Đấy, rất là ngon lành. Và giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 cho một con điện thoại 4 SIM như này các bác nhá. 450k. Đấy, lên mã giúp cho em là điện thoại 4 SIM. Đằng sau này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này và một cái ốp luôn nhá. Kèm một cáp sạc, một ốp luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một cáp sạc, một ốp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM nhá. Điện thoại 4 SIM. Đấy, điện thoại này, điện thoại 4 SIM. Giá của nó sẽ là 450k và bao SIM tận nhà cho các bác luôn. Đó, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi rổ nhá. 3 đôi cả rổ cả chậu luôn. Đấy.
To nhất này thì đường kính của nó là 35 cm, 35 cm cả rổ cả chậu nhá. Hàng bền vĩnh cửu luôn các bác này. Đấy, nhựa của nó thì siêu mềm luôn. Các bác dùng thoải mái nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là 3 đôi cả rổ cả chậu như này. Đôi số 1 này. Đấy. Đôi số 2 này. Đấy, đôi số 2 đây. Đấy, đôi số 2 này các bác nhá. Đấy. Và đây là đôi số 3 này. Đấy, đôi số 3. Đó, to nhất là 35 mà nhỏ nhất là 20 này. Nhựa của nó siêu mềm luôn các bác thấy không? Đây, các bác dùng nó rất là thích. Đấy. Nhựa thì nhựa cao cấp của Việt Nhật rồi, rất là mềm. Đó, và cái giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bơm 1 ti. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100 cành cho một con bơm 1 ti này thôi. Con này thì rất là tiện các bác dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Đây có các cái đầu để các bác kết nối này. Đấy, và đây các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy này đều ok hết nhá. Đấy có các cái đầu bơm của nó đây. Đấy và con này của nó thì hàng của thương hiệu Daisen của Nhật nhá. Daisen của Nhật. Đấy. Xi lanh rất chắc chắn cho các bác. Đấy. Rất chắc chắn luôn các nhá. Đó. Có đồng hồ báo nhá. Con này thì pixi của nó là được 7 cân nhá. Đấy bơm được 7 cân thì các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy rất thoải mái. Dây của nó là dây vải này, dây vải. Dây vải thì các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, không lo bị đứt hoặc là bị thủng nhá, không lo bị đứt bị thủng, rất tiện ích. Giá thì một cái con bơm 1 ti như này giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là bơm 1 ti nhá, 1 ti. Giá của nó sẽ là 100k, 100.000 cho cái bơm 1 ti này, rất rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 thìa của Đức nhá. Đấy, 5 thìa của Đức. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling. Winling của Đức hay người như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái thìa như này nhá. 5 cái thìa, hàng của Đức này, inox 304, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn. Đấy, độ cong, độ sâu vừa phải để các bác dùng ăn cháo, ăn súp hoặc là các bác dùng chế biến thực phẩm, thức ăn rất là ok. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 thìa Đức nhá, 5 thìa Đức, hộp 5 thìa Đức giá sẽ là hộp 5 thìa Đức giá sẽ là 60k nhá. Đấy, hộp 5 thìa Đức này. Hộp 5 thìa Đức nhá. 5 thìa Đức giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho 5 cái thìa như này, 60.000 nhá. Đấy, 60.000 cho 5 cái thìa như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bảng tự xóa hay còn gọi là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô cũng được mà bảng tự xóa được, rất là tiện. Thì cái này các bác dùng để cho các em nó học hành. Đấy, sáng tạo rất là tiện luôn. Tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một cây bút này. Và khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cái lẫy khóa đằng sau, mở cái phần khóa này lên này. Các bác bắt đầu sử dụng này. Đấy, ấn xóa đi này. Đó. Viết tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, không thích dùng nữa thì lại xóa đi. Các bác viết cho em đó là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi nhá. Sau đó thì xóa đi này. Đó. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho cái bảng tô như này. Đấy, không thích dùng xóa đi. Ok. Giá thì chỉ có 50k thôi, rất là tiện. Các bác có thể mua để cho các em nó học hành sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính bảng, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật, đây nó sẽ là một dòng dây cực kỳ là cao cấp luôn. Dây của nó sẽ là dây 2.5. Đấy, dây Nhật 2.5 nhá, rất tiện ích cho các bác này. Đây. Japan này và CU tức là dây lõi đồng nhá. Đấy, con này thì 300 đến 500V nhá, 300 đến 500V. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có đèn báo nhá, có cái đèn báo bên trong này. Và dòng này là ổ cao su chống va đập, các bác có thể dùng để ăn lẩu này, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Và cắm vào nó rất là chặt nhá. Cắm vào kết nối nó rất là chặt, các bác dùng thì không sợ bị mo ve, không sợ bị chập cháy. Các bác có thể dùng cho máy cắt, máy hàn rồi các cái loại máy móc đi chiến công trình đều được. Dây thì nó rất là êm. Đấy, rất là mềm, dây rất là mềm nhá. Đấy, giá thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy. Thì quận 5m của nó sẽ là 5m là sẽ là 220 này, 5m 220k nhá. Đấy, 10m là 330k và là 30m sẽ là 650.000, 650k đó. Các bác lên cho em là dây điện xanh nhá, dây điện xanh. 10m là 5m 220, 10m 330 và 30m là 650.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái con máy các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy hút thổi bụi bằng điện nhá. Đấy, hút thổi bụi chạy bằng điện. Tại vì bên shop có cả con chạy bằng pin nhá, mà con này nó sẽ là dòng chạy bằng điện. Rất là khỏe luôn.
thì có lô nó về màu xanh, có lô nó về màu đỏ, thì cái màu này nó cũng không quan trọng lắm các bác nhá. Màu này không quan trọng lắm. Đó thì con này thì dòng này của nó sẽ là một cái dòng siêu khỏe luôn. Sử dụng điện 220V. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 260.000 thôi. Đây rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần lắp cho em cái này vào xong rồi đây nó có cái lẫy này, sập vào cho em xong. Chung dài luôn. Đấy. Con này thì cả hút cả thổi nhá. Đấy các bác muốn hút thì các bác lại đảo qua chiều này chưa? Đó, đảo qua chiều này. Đấy để mình hút này. Hút rất là mạnh luôn con. Đấy. Hút đi nhá, ra đi. Đó thì con này cả hút cả thổi luôn nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện này, thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trục đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã đèn dầu các bác nhá. Đèn dầu con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn cổ rất là đẹp luôn, đèn cổ rất đẹp luôn này. Đấy. Sơn màu giả cổ rất là đẹp luôn, màu sơn giả đồng giả cổ rất là đẹp nhá. Và con này thì các bác dùng để mình sử dụng trực tiếp là đốt dầu nhá, đốt dầu. Đấy và đây thì nó sẽ có cái lẫy như này. Các bác chỉ cần nâng cái lẫy này ra để mình có thể châm được đèn, nó rất là tiện luôn. Đấy. Và có bấc nhá. Các bác về thì các bác tra dầu vào đây cho em, cho dầu vào cái lỗ này nhá. Đấy, xoáy ra cái này nó hơi chặt thì về nhà các bác lấy kìm xoáy ra cho em. Và cái bấc này nó có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, để các bác tra dầu vào cho em. Con này thì các bác vừa có thể là dùng là quai đeo như này. Đấy, quai đeo như này. Đấy, hoặc có thể treo này, rất là tiện. Treo cái này cũng được, nó rất là tiện luôn. Đấy, và rất là đẹp, màu giả cổ rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng thì mình để trên ban thờ này, trang trí này, rồi chúng nói chung là đa chức năng luôn. Các bác chỉ cần là kéo con này lên để các bác châm lửa vào đây này. Đấy, kéo con này lên châm lửa và sau đó thì mình thả xuống. Đây nó có cái lò xo nhá, kéo lên châm lửa vào rồi mình thả xuống. Nó rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể đẩy lên như này nhá, đẩy lên như này nó cũng được. Tùy theo cái cách sử dụng của các bác rất là ok thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cầm cái mã đèn dầu như này nhá. Qua lên mã giúp em đó là đèn dầu, giá sẽ là 135k. Đó, đèn dầu này. Đèn dầu 135k nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn khác, đó là cái con đèn mang sông nhá. Lên mã giúp em đó là đèn mang sông. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã đèn mang sông như này. Giá của nó sẽ là một con đèn mang sông như này, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Con này thì nó sẽ có ánh sáng màu vàng rất là đẹp luôn này. Đấy. Có lô thì nó là ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Và có lô thì màu đỏ, có lô thì màu xanh. Lô này sẽ là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Màu xanh quân đội rất là đẹp. Đấy, có tăng giảm chiết áp nhá, tăng giảm lượng sáng tối này. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa nhưng mà rất là chắc chắn luôn. Và nó sử dụng cái pin 18650 đây. Đấy, pin 18650. Pin này thì bên shop có bán 30.000 một quả nhá. Đấy, hỏng thì các bác có thể mua pin mình thay vào là xong. Còn đèn thì rất là bền bỉ và chắc chắn nên là các bác yên tâm sử dụng thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi, chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con đèn mang sông nha thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông, 120k một chiếc nhá. 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Rất tiện ích, có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá, rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông này. Mang sông, giá của nó sẽ là 120k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ sen cao su nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một sen một dây. Một sen một dây, cái này thì không có giá đỡ nhá. Về nhà các bác sử dụng cái giá đỡ cũ nhà mình thôi, hoặc là mua thêm ở ngoài. Ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho bác khi mình tắm rửa thì nó kỳ cọ massage rất là tốt luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là chỉ 90.000 cho một cái bộ sen cao su như này thôi. Một sen và một dây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu chế độ nước này, 1 này, 2, 3 chế độ nước này. Và có đóng ngắt trên tay luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác nhá. Một cái bộ sen cao su như này giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đầu nước nó xả ra đây và các bác có thể là dùng cái phần cao su này mình vừa tắm mình vừa massage kỳ cọ luôn. Nó rất là tiện ích, đa di năng, vừa tắm vừa massage kỳ cọ luôn nhá.
lên mã giúp cho em, đó là sen cao su này, sen cao su. Sen cao su giá sẽ là 90k cho một cái bộ sen cao su như này nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khay giấy các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là một cái khay giấy bằng nhựa như này, rất là đẹp luôn. Đấy, thì lên cho em là khay giấy vàng nhá. Khay giấy vàng, rất là đẹp các bác này. Cái này lên tên là gì đấy? Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Con này thì nó bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa và rất là đẹp các bác nhá. Bằng nhựa thì các bác dùng rất là bền bỉ, chắc chắn, không lo bị gì sét, không lo bị cong vênh nhá. Đấy, bằng nhựa như này rất là đẹp luôn. Nó là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat nhá, rất là đẹp như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay giấy vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Lên cho em là khay giấy vàng này. Khay giấy vàng rất là đẹp luôn. Đó, khay giấy màu vàng rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130 cành thôi, 130k nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm, gần 20 cm. Chiều ngang của nó thì nó vào khoảng là trên 10 cm, và chiều cao thì nó vào khoảng là 10 cm. Đấy, con này rất là đẹp. Các bác có thể dùng để mình đựng giấy ăn này, rồi nói chung là rất là hợp lý luôn. Đấy, rất sạch sẽ, hợp lý. Màu sắc đẹp, mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này thì giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà đồng nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lạng của nhá. 4 lạng. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đó. Lên cho em là bình trà đồng 4 lạng nhá. Hoa văn rất là đẹp luôn các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một con bình trà đồng như này. Đấy, lên cho em là bình trà đồng này, giá sẽ là 290.000 nhá. 290k một chiếc như này. Các bác có thể mua để sử dụng để đựng trà này, đựng cà phê này, hay là đựng các cái loại hạt, đựng muối vừng các thứ cũng rất là ok luôn. Đấy, chất liệu bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000, đựng được 4 lạng chè nhá. Đấy. Lên cho em là bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng này. Bình chè 4 lạng, bình chè 4 lạng. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290.000 cái bình chè 4 lạng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn thì bên shop về nó sẽ là một cái dòng bật lửa như này, rất là đẹp luôn con này. Đấy, khi bật thì các bác dùng cái đầu này cho em này. Đấy, con này thì nó chưa có ga đâu nhá, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và bên shop về thì nó có cho các bác là hai màu, không một loại thôi. Đó, thì đây nó sẽ là màu đen rất là đẹp như này nhá. Đấy, màu đen bạc rất là đẹp luôn. Khi các bác bật lên thì nó sẽ lên như này và đồng hồ sẽ lên nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Thì về nhà các bác sử dụng thì ấn cho em cái lẫy này vào để đồng hồ nó chạy này. Đây, đồng hồ đang chạy đây. Con này thì nó to vào khoảng là trên hai ngón tay nhá. Đó, trên hai ngón tay như này. Nói chung là nó bằng một cái bật lửa, rất là tiện luôn. Có la bàn này, có móc khóa này, có khui bia này. Đấy, rồi có đồng hồ này. Đấy, đầy đủ các chức năng cho bác luôn. Lên cho em là bật lửa la bàn, về nhà các bác tự bơm ga. Giá sẽ là 120.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn này. Đấy, bật lửa la bàn, giá sẽ là 120k. 120k nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu bật lửa, đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Màu thì nó sẽ là màu vàng như này, và thân của nó thì màu gỗ rất là đẹp luôn. Đó, màu vàng thân màu gỗ như này. Con này thì chức năng chính của nó là đồng hồ và bật lửa thôi. Đấy, nó chỉ có hai chức năng thôi. Và tất cả những cái dòng này là về nhà các bác đều phải tự bơm ga hết nhá. Đấy, chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Rất đẹp, rất là ngon lành, cành đào thì các bác này. Đấy. Bật lên là có đèn, con kia cũng có đèn luôn nhá. Bật lên là có đèn như này. Ở về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em. Con này thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ. Bật lửa đồng hồ. Đấy. Giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá. Hút bụi chạy bằng pin. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy này. Đấy, một thân máy này. Hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan này. Đó, một thân máy này. Rồi các cái đầu kết nối này. Đấy, đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là cái đầu hút đây. Đấy, đầu hút. Có kèm thêm cho các bác một cái chổi luôn. Đấy, có kèm thêm chổi như này để các bác dùng để mình vệ sinh này. Đấy. Đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Và cái đầu đằng sau này nó sẽ là đầu thổi này. Đầu thổi thì các bác lắp cái đầu này vào xem này để làm đầu thổi này. Đây, em thổi cho bác xem. Đấy. Vừa hút vừa thổi luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, thổi này các bác này. Đấy. Đấy, bác thấy không? Thổi nhá, rất là ngon luôn. Thì thổi đằng sau nhá. Anh nghe tiếng gió kêu này. Gió rất là nhiều các nhá. Đó, thì hút ở đằng sau, thổi đằng trước, và có kèm cho các bác là
các cái cáp sạc luôn, để về nhà các bác cắm sạc nhá, đầy đủ. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, chạy bằng pin. Đấy, một lần sạc các bác dùng rất là được lâu luôn. Lên nãy giúp chị em đó là hút thổi bụi bằng pin nhá. Đấy, hút thổi bụi này, đó, hút thổi bụi bằng pin nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170k hút thổi bụi bằng pin như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên chúc tiếp tục về cho bác cái đũa của Nhật nhá, thì có hai mẫu như này. Đấy. Coffee, xe nó lên lấy à? 4 triệu. Đến lấy tại nhà. Đấy thì cái can đũa cô gái này thì sẽ là 50.000 nhá. Đũa cô gái. Đũa cô gái Nhật sẽ là 50k nhá. 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đũa cô gái Nhật này giá sẽ là 50.000 này. Đấy, còn ngoài ra thì bên shop có cái đũa Nhật đen bình thường như này. Đũa Nhật đen bình thường như này thì giá vẫn bán là 40.000 nhá. Đấy. Hàng thì đều là được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, kích thước thì nó na ná như nhau thôi. Đó, con này thì các bác lên xem là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Còn cái đũa cô gái này sẽ là 50.000, 50.000 trên một vỉ cũng 10 đôi luôn các bác nhá. Rồi, ok. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây một vòi. Đấy, một dây một vòi, một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây một vòi một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này, đấy Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. À, cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Cơ chế tự ngắt khi nào các bác bóp thì nó vía ra, còn không bóp thì nó lại ngắt. Thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2. Đấy, dài từ 1m2 nhá. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 các bác nhá. 100.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây. Ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh ấy, hoặc những cái van hai đầu đấy. Thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k tròn nhá. Lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này. Dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm hai dây nhá, hai dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có hai đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này. Lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt vuông, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông này. Vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350k. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá. Tăm nước. Cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích. Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy các bác, bấm này nó chạy. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc các bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng, nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
gang tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái gang tay cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn, nhặt cỏ này, hoặc là các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó, nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch này 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Và hàng thương hiệu Winling của Đức, Inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp 5 chiếc thìa như này. Thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở hoặc dùng cho trẻ em rất là ok. Vừa vặn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k cho một hộp 5 chiếc nhá. 60.000 cho một hộp 5 chiếc như này. Khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái điện thoại một sim các bác nhá. Đấy, điện thoại một sim. Thì con này bên shop bán với giá đó là 100 trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá. 160.000. Đó. Thì các bác lên cho em là điện thoại một sim, hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một sim, giá sẽ là điện thoại một sim nhá. Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy các kiểu như này, và kết nối với các cái đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp, giá của nó sẽ là 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Automat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Automat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá. Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng đã qua sử dụng cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết, của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, áp đều nhảy hết nhá. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhé. Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới, cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này. Đó. Adcock 30A nhé. Giá của nó sẽ là 110k nhé. 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này. 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật. Tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đầy đủ cho các bác nhé, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây. Đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AD40A nhé. Đấy, các bác lên cho em là AD40A. Dòng dò của nó là 30mA nhé. Đấy, AD40A.
Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ, nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80 đến 90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con ad như này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên xem là ad đại 40A nhá. Đó, ad đại này. Ad đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ad đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ad đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là ad đảo chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là ad đảo chiều 63A này. Đấy, ad đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là ad đảo chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng đúng không nhá, con hạc đồng. Đó thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào cho em. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy ra cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy. Cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn nhang hạc thì sẽ là nhang hạc sẽ là 60k nhá, 60k cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này. Các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra. Sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó. Tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi.
Đó, có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá. Màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn. Thì các bác mua lấy màu nào lấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bạn này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đây các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến các bác xua tay đuổi đi các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái ổ điện xanh này. Con này thì giá sẽ là 55k nhé. Lên cho em là ổ xanh nhé. Ổ xanh giá của nó sẽ là 55.000 thôi. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng nó rất là hữu ích. Đầu tiên của nó ưu điểm là có công tắc đóng ngắt này, có 6 ổ cắm liền mà có những cái chân khó này. Ngoài ra sẽ có 3 chân USB như này thì các bác có thể dùng để mình cắm các cái loại thiết bị như là bóng LED, đèn nháy rồi các cái loại thiết bị chuyên dùng cho chân USB thì nó rất là tiện, mà có 3 chân liền thì các bác cắm rất là nhiều thứ luôn. Đấy, các cái LED nháy rồi sao rồi nói chung bây giờ các thứ nó đều dùng cái chân USB này hết thì rất là tiện nhá. Dây dài khoảng 1 mét nhá. Đấy, có công tắc đóng ngắt như này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em này. Đó, đây. Sử dụng bình thường nhá, có đèn báo này, tắt đi là đèn sẽ tắt này. Đó, đèn tắt nhá. Đó, và bật lên thì đèn nó mới lên. Đó, đây, tắt đi này, bật lên là đèn đỏ này. Ở đây thì nó sẽ kèm dây khoảng là 1 mét nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác hai cái dây sạc này. Nó sẽ có là sạc béo và sạc gầy. Đấy, sạc béo và sạc gầy. Đấy, con to này sẽ là sạc béo và con bé này sẽ là sạc gầy nhá. Đấy. Con to này thì nó sẽ là bằng cao su này, bằng cao su rất là dai và chắc luôn, mà con nhỏ này thì nó sẽ là bằng sợi dù như này. Đó. Thì con sạc béo là 50.000. Con sạc gầy là 30.000. Ở đây thì của nó sẽ có cho các bác là 3 chân như này. 3 chân như này thì các bác có thể cắm iPhone, Samsung, Type C đều được hết nhá. Đó, cái này thì em bán rất là nhiều rồi và giới thiệu nhanh thôi. Và đây là cái chân cắm USB của nó thì nó sẽ có đèn báo luôn nhá. Đấy. Riêng cái con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo cho các bác này. Đây, có đèn báo sáng như này để các bác biết được rằng là đang có điện nhá, đang có điện như này các bác này. Đấy. Ưu điểm của nó là có đèn báo sáng như này thì nó rất là tiện ích để các bác sử dụng được luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy. Sáng cả ở đầu và có cả đèn tia như này, rất là tiện. Đấy, và con này thì các bác lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này là 50.000 này. Đấy, còn con này là sạc gầy này. Sạc gầy này của nó thì nó sẽ là 30.000. Đấy, các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Béo thì lấy mà gầy thì lấy các bác nhá. Đấy. Có công tắc đóng ngắt này, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy xay khô nhá. Máy xay khô như này. Bỏ xanh cái máy trên kia đi con. Đấy, đây là cái máy xay khô như này nhá. Đấy, con này thì xay cực kỳ là khỏe luôn. Khỏe chắc chắn và cái nắp của nó là cái lẫy luôn, cho nên khi các bác lắp là đúng nắp như này chị em. Đấy. Con này thì của nó các bác dùng chuyên để xay bột này, xay tiêu, xay điều, xay đỗ, xay lạc đều ok hết nhá. Các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc đều ok. Đấy, cắm sử dụng điện 220V cho em. Đây, cắm này. Được không? Đấy nhá. Em sẽ xay gạo cho bác xem này. Được không? Máy thì chạy rất là khỏe ạ. Máy chạy rất là khỏe đây. Đây. Em xay gạo các bác này. Đấy, đây. Hạt gạo em xay con tí mà nó nhỏ tăng như này các bác này. Đó. Rất là tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình xay bột này,
làm bột cho trẻ em này, hoặc là xay cà phê, xay ngũ cốc này, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, con này thì nó chuyên dùng để xay các loại hạt rất là ok luôn. Đấy, các bác lên cho em là máy xay khô nhá. Đấy, xay cà phê, xay các loại hạt đều ok. 250W sử dụng điện 220V 50Hz này. Đấy, xay cà phê này, xay ớt này, xay tiêu, xay điều này, xay các cái loại xay cho em. Đấy, lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô nhá, máy xay khô. Giá của nó sẽ là 120k, 120.000 cho một em máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy, cuối năm đến nơi là các bác chiên rán nem rồi cá tôm tép thì các bác dùng con này chưa, rất là tiện. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái khay đỡ như này, một khay bỡ này các bác đặt lên đây chưa đó. Và con chảo này thì có tráng đá chống dính nhá, có tráng đá chống dính như này thì rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình đường kính của nó là 20cm, các bác có thể dùng để mình chiên tôm này, chiên bánh này, chiên cá này. Đấy, rất là đa di năng luôn, hàng của Nhật nhá, đường kính là 20cm như này. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu, giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con chảo chiên ngập dầu như này. Đấy, đường kính là 20cm và độ lòng sâu của nó thì khá là sâu luôn nhá, khá là sâu luôn. Thì các bác có thể dùng để mình chiên rán rất là tiện, đặc biệt là các bác chiên ngập dầu thì rất là ok. Đấy, lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu, giá của nó sẽ là 100k nhá. Chảo chiên ngập dầu này, giá sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái dây tắm nhá, dây tắm bằng cao su như này. Đấy, thì nó sẽ là bằng cao su non mềm như này. Khi các bác cầm thì mình cầm hai tay như này, mình có thể kỳ cọ lưng này, tay chân, rồi nói chung là đa di năng được hết luôn. Một mặt là nó sẽ là mặt bi như này và một mặt là bông tam như này. Đấy, sợi tam như này, các bác dùng để massage cho cơ thể rất là tốt. Thì con này các bác lên cho em là dây tắm, chiều dài của nó vào khoảng là đi 60cm. Giá sẽ là 25k cho một cái dây tắm như này. Đấy, 25.000 luôn nhá, 25.000. Rất là tiện luôn, cho xà bông vào đây bằng cao su non mềm êm, massage cho cơ thể tốt. Và các bác treo lên cái là nó khô ngay. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái này thì nó là cái này nó gọi là cái gì, cái này các bác lên cho em là tấm cọ lưng nhá, tấm cọ lưng. Ở đây thì nó sẽ là một cái tấm cọ lưng như này, và các bác có thể dán lên tường gạch men hoặc là để dưới nền đất để các bác kỳ cọ chân này, tay này, lưng đều được hết nhá. Giá rất là tiện và rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này giá bao nhiêu đấy? 50k nhá. Lên cho em là tấm cọ lưng, giá sẽ là 50k cho một con tấm cọ lưng như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi, các bác dùng để kỳ cọ lưng rồi tay chân đều được hết nhá. Đây, đấy, rất là tiện. Để bên dưới đất thì mình đánh rửa chân này, còn các bác dán lên tường thì mình tấm cọ lưng dán tường nhá. Cái này các bác dùng để dán tường mà, lên cho em là tấm cọ lưng dán tường, giá sẽ là 50.000 đó. Thì các bác dán lên tường sau đó thì mình kỳ cọ lưng tay chân đều được hết nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái ủng đi mưa nhá. Đấy, mùa đông lạnh giá như này, các bác có thể dùng để mình giữ đi để giữ ấm này, hoặc là đi trời mưa này. Trời mưa thì các bác đi ví dụ như là mình đi giày dép mà muốn bảo vệ giày dép của mình, đặc biệt là các bác tham gia giao thông bằng xe máy nhá, bằng xe máy mà trời mưa ướt át thế này thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường cho em, sau đó thì mình xỏ cái ủng này vào. Đó, con này thì chống nước mưa rất là tốt luôn, chống nước mưa rất là tốt. Đấy, các bác có thể đi vào các cái vị trí lầy lội rồi nước mưa nước nhiếc đều ok hết nhá. Giá thì các bác lên cho em là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100 à. Giá sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là ủng đi mưa, giá sẽ là 100k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn, 100k trong con ủng đi mưa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này nó rất là tiện ích như này các bác này. Đấy, đi vào này mình có thể sử dụng để mình đi trời mưa này, rất là tiện luôn nhá. Đó, đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy thì dùng con này cho em, hoặc là đường quê lầy lội hoặc các cái vị trí nào mà bị lầy lội đấy, đi ô tô xe máy như này các bác có thể sử dụng rất là tiện nhá. Đó, bỏ ra giày khô ráo thoáng mát cho các bác luôn. Giá thì bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 thôi. Đấy, chống nước cực kỳ là tốt nhá, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá thì là 100.000, đấy, rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái cà lê đỏ 8 đầu nhá, cà lê đỏ 8 đầu. Đấy, các bác lên cho em là cà lê đỏ 8 đầu, con này thì giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó, nó sẽ là có 8 số cho các bác luôn. Mỗi đầu này của nó thì nó gọi là hai đầu và nó sẽ có 8 số nhá. Đấy, nó sẽ là có là 8, 10, 12, 13. Đấy, và bên này thì sẽ là 14, 16, 17, 19. Và nó sẽ có 8 đầu luôn. Đấy, 8 đầu này thì các bác dùng được 8 loại ốc nhá. Dùng được 8 loại ốc và rất là tiện. Lên cho em là cà lê 8 đầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con cà lê 8 đầu như này. 100.000 cho một con cà lê 8 đầu thôi. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, sửa chữa, lắp ráp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái máy vắt cam nhá. Lên mã giúp cho em, đó là máy vắt cam. Thì con này rất là tiện ích rồi. Để
xin lỗi các bác là vắt cam bằng tay nhé, vắt cam bằng tay thì giá thì chỉ có 50.000 cho con vắt cam bằng tay này thôi. Đấy, các bác chuyên dùng để mình vắt cam, mùa này đang là mùa cam rất là sẵn này các bác này. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng luôn đó, về thì mình chỉ bổ đôi quả cam ra đưa tay vào mình vắt là xong đó. Nước ra đây thì mình có thể uống trực tiếp tại vì nó đã lọc hết cặn đã và hạt thiếc ở trên này rồi, mình chỉ cần rửa qua đi là xong, rất sạch sẽ, bằng inox sáng bóng đẹp, mà giá thì chỉ có 50.000 thôi. Lên xem là vắt cam bằng tay nhá, bên shop có cả loại bằng máy, còn con này là vắt cam bằng tay. Đấy, vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k, vắt cam bằng tay này, vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 50k cho một con vắt cam bằng tay như này, 50.000 thôi, rất tiện ích luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng của nó là lên tới 93% này. Đấy, chuyên làm trắng răng, hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Giá thì sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40k nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Dung tích của nó thì nó sẽ là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, và dung tích của nó sẽ là bao nhiêu đây? Đấy, của nó sẽ là 120g nhá, 120g. Đấy, 120g cho một lọ kem đánh răng của Hàn Quốc như này. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng chuyên lên tới 93% luôn, chuyên làm trắng răng. Giá sẽ là 40.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật nhá, đài FM của Nhật. Đó, một con đài FM như này, rất tiện ích để cho các bác sử dụng này. Đấy, khi các bác sử dụng thì để cho em chế độ FM này, bật cái chế độ nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác kéo anten lên là mình sử dụng được thôi. Đó, đây. Sau đó thì các bác dò bên này cho em nhé. Đầu tư kỳ vọng. Đấy. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến toàn tỉnh đã thu hút được 47 dự án, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022, và thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư của 32 dự án với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 393,8 triệu USD và 8.427,6 tỷ đồng, bằng 95% và 69% so với cùng kỳ. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến tại chỗ. Đấy, các bác nghe hay không? Đấy, tiếng nó đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Nghe rất là hay. Đấy. Tiếng rõ, tiếng nghe đúng như tiếng đài FM luôn, rất chuẩn xịn sò các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao ship tận nhà. Lô này là về nó sẽ có cả đồng hồ cho bác luôn về nhà. Các bác tháo cái lẫy bông này cho em để mình sử dụng đồng hồ này. Đấy, có thể cắm jack 3.5 này, rồi cắm thẻ nhớ, cắm USB này, và chân này chân sạc vào nhá. Nó có sẵn cho các bác là một cái dây sạc luôn và sẵn pin rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải lắp thêm pin bùng gì vào nữa nhá. Giá sẽ là 260.000, nghe tiếng hay như đài FM luôn. Đó, lên cho em là đài FM nhá. Đài FM, giá sẽ là 260k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê và pha các cái loại đồ uống đều ok hết nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và đít này cho em. Ở đây nó sẽ sử dụng 2 viên pin con thỏ nhỏ các bạn. Đấy, lắp cho em 2 viên pin con thỏ nhỏ vào đây là mình dùng thôi. Một đôi pin như này các bác phải dùng cho em là cả nửa năm mới hết, tại vì con này nó dùng nó rất là mất ít pin. Đấy, và các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ quay thôi. Ở đây thì các bác dùng để pha trà, pha cà phê, ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Pha cà trà, pha cà phê ngũ cốc rất là ngon, dung tích của nó thì vào khoảng là đi 380ml các này, 380ml. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây sạc của iPhone nhá. Đấy, các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, bao gồm cho bác là một dây như này, một củ một dây như này. Giá sẽ là 60.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 60.000 một củ một dây luôn nhá, giá 60k. Đó, còn bên shop về cho bác cái củ sạc iPhone đa năng thì nó cũng là dòng của iPhone Pro đây, 13 Pro. Cái này thì nó chỉ có củ kèm dây thôi. Củ chỉ có củ để cắm thôi chứ còn không có dây sạc. Về nhà các bác mua thêm dây sạc hoặc dùng cái dây của mình. Hai chân USB, hai chân Type-C, tha hồ thoải mái cho các bác dùng các cái thiết bị luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 80.000 thôi. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone giá sẽ là 80k. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Còn cái con này thì các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em lên cho bác cái mã đầu tiên đó là đũa Nhật nhá. Thì bên shop về đặt này nó sẽ có thêm một mẫu nữa, đó là đũa cô gái Nhật nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút. Đây, đũa cô gái Nhật này, hàng rất là cao cấp cho các bác luôn. Và hàng này thì nó sẽ là nguyên vỉ nhựa như này. Đấy, nguyên trong một cái vỉ nhựa như này. Dòng này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50k.
50k cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 10 đôi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, bằng sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, hàng thì nó sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này. Ngoài ra thì cái shop vẫn về cho các bác cái mẫu đũa Nhật bình thường nhá. Đấy, đũa Nhật bình thường đây. Đấy, đũa Nhật bình thường thì cũng một vỉ là 10 đôi nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi cho bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy. Thì bên shop sẽ có hai mẫu, một là mẫu đũa Nhật thường, hai là mẫu đũa Nhật cô gái nhá. Đấy, đũa Nhật cô gái. Mẫu đũa Nhật thường như này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đấy. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Đấy. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, còn cái này thì các bác lên cho em là mẫu là đũa cô gái nhá. Đũa cô gái, giá sẽ là đũa cô gái này, cũng là đũa của Nhật luôn. Đũa cô gái giá sẽ là 50.000 cho một vỉ 10 đôi. Thì các bác lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, mẫu nào thì lấy. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu. Giá sẽ là 90k cho một con máy cạo râu như này. Phần sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Đấy, một máy và có cái chân sạc liền như này, các bác chỉ cần đẩy ra là sạc thôi. Rất là tiện ích nhá, đẩy ra là sạc này. Và có sử dụng cho các bác là cái đầu tăng đơ, thì đây là cái đầu tăng đơ nhá. Đầu tăng đơ này thì các bác có thể dùng để chấn viêm này, hoặc là cạo râu, râu dài thì các bác cạo đi, sau đó thì các bác gạt cái này xuống này. Gạt cái này xuống thì mình dùng mình cạo râu như bình thường. Đây là cái phần cạo râu này. Đấy, các bác xem em cạo nhá. Đấy, các bác xem râu vớ đứt này. Đấy, các bác nghe tiếng râu vớ đứt chưa? Đó. Râu đứt sành sẹt đấy các bác. Đó. Đây, đấy, và cạo xong thì các bác xem cái râu nó ở trong này các bác này. Đấy. Đấy, râu nó vừa đứt ở trong này các bác này. Đây. Đấy, râu nó vừa đứt đi này. Đây các bác thấy không? Đó. Đây. Râu nó vừa đứt ở trong đây. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Con này thì sạc điện 220V luôn, công suất của nó là điện 220, 50Hz và 3W nhá. Bên shop có bán kèm thêm cả màng cả lưỡi luôn. Đây là cái lưỡi này, còn đây là cái màng này. Đó. Cả màng cả lưỡi thì giá sẽ là 30.000 cho một bộ màng lưỡi như này nhá. Các bác có thể mua kèm cả màng cả lưỡi nữa. Còn bên shop đang bán là 90.000 cho một con máy cạo râu như này, hàng của thương hiệu Zandu nhá. Lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Đó. Zandu, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho con máy cạo râu Zandu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Cái vòi nối này thì nó rất là tiện để các bác có thể là đưa vào các cái vị trí chậu rửa bát, chậu rửa mặt, hoặc là nói chung là các cái vị trí đa tính năng đều được hết. Đấy, có thể ngoắt nhéo như này để mình đưa vào các cái vị trí đều được hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 40.000 cho một con vòi nối như này thôi. Giá của nó sẽ là 40k nhá, rất tiện ích luôn. Thì nó sẽ có đầu vòi hoa sen và đầu vòi một ống như này. Vòi ống và vòi hoa sen các bác tùy chỉnh ở đây. Và các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu vòi nước nhà mình thôi, có thể ngoắt nhéo này. Đấy, điều chỉnh vặn đi vặn lại như này rất là tiện. Thì lên cho em là vòi nối, giá của nó sẽ là 40.000 cho một chiếc vòi nối như này thôi nhá. 40k cho một chiếc vòi nối như này. Thì rất là tiện để các bác sử dụng trong sinh hoạt rửa ráy các thứ hàng ngày, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là vòi nối nhá, vòi nối. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc béo này, đó sạc béo. Dây dài khoảng tầm là 1 mét nhá, và dây của nó là dây cực kỳ to luôn, dây to khủng bố luôn các nhá. Dây to rất là to các bác này. Đấy, rất là to như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Ưu điểm của con này là dùng không sợ bị đứt này, và nó sẽ có cho các bác là đèn báo luôn, có đèn báo ở đây, và nó sẽ có cho các bác là ba đầu sạc này, Samsung, iPhone và Type C đều được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Thì giá sẽ là 50.000 cho một cái dây sạc béo như này. Đấy. Các bác lên cho em là sạc béo, giá sẽ là 50k, có hai đầu sạc, dây dài tầm khoảng 1 mét, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sạc béo này. Sạc béo, giá của nó sẽ là 50k một chiếc. 50.000 cho một chiếc sạc béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm hàng Tết nhá. Đó là cái bịch táo khô này. Bịch táo khô thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác có thể sắc nước, sắc lên để lấy nước uống cũng rất là tiện ích luôn. Một bịch này của nó thì từ 800g đến 1kg nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là 100k. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô 100.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái nho khô nhá. Nho khô sẽ là 90.000 cho một hộp như này. Dòng này thì sẽ là đựng trong hộp như này. Chú nho của nó thì cực kỳ là đẹp luôn các này. Đấy, nho rất là đẹp nhá. Hạt to đẹp. Đấy, đều màu tự nhiên, không tẩm màu, không hóa chất nhá.
Cái nho khô này thì nó sẽ là hàng của tập đoàn Samsung nhá. Đây, hàng của tập đoàn Samsung chỗ này. Đấy, đây, tập đoàn Samsung kết hợp với các cái công ty dược phẩm, công ty cây trồng của Hàn Quốc để sản xuất ra cái nho khô như này, cực kỳ là an toàn và chất lượng luôn. Đây, logo của Samsung các bạn này. Đó. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. Lên cho em là nho khô, giá sẽ là 90.000. Đấy, còn cái táo này thì nó sẽ là táo của Nhật nhá. Táo của Nhật. Con này thì đấy, nó sẽ vào khoảng từ 8 lạng đến 1 cân và giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Giá rất hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ lưỡi kem nhá. Đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một bộ của nó sẽ là 30 lưỡi như này các bác này, 30 cái lưỡi như này. Đó, kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái hộp kem để các bác bôi cho nó khỏi rát trước khi cạo nhá. Đấy. Thì giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem, một bàn cạo một lưỡi. Đấy, một bàn cạo và bộ 30 lưỡi, bộ 30 lưỡi. Giá chỉ có 60k thôi, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Cả bàn cạo cả lưỡi kem như này mà giá chỉ có 60k thôi nhá. Giá rất là tốt để gửi tới các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Đấy, các bác có sử dụng cả năm luôn với hết được cái bộ này các bác nhá. Đấy, dùng cả năm cho em, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000 cho một bộ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một bộ lưỡi kem như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Cuckoo. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Công suất của nó sẽ là 220V. Điện 220V 1500W, 2 lít rưỡi nhá. 2 lít rưỡi. Đấy, đầy đủ các cái thông tin cho bác luôn, ấm Cuckoo nhá. Đây, Cuckoo này. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Cuckoo nhá, ấm siêu tốc Cuckoo. Đấy, của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc Cuckoo của Hàn Quốc này. Đấy, 2 lít rưỡi, 1500W, sử dụng điện 220V. Giá thì sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một cái ấm siêu tốc này thôi. Giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá. Máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Đó, đây, hàng của thương hiệu Philips, công suất là 3000W, sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng Nhật xuất nhá, Philips của Nhật. Đó. Nóng cực kỳ là nhanh luôn, nóng nhanh, bền đẹp chắc chắn, giá thì rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc này. Đó. Máy sấy tóc giá sẽ là 130k một chiếc. Giá siêu hạt rẻ luôn. Con này thì bên shop bán siêu nhiều rồi, bán siêu nhiều rồi. Đấy, giá rất hợp lý luôn, dùng cực kỳ là ngon, bán rất là nhiều và không hề có lỗi lầm gì cả nhá. Rất ngon, rất tuyệt vời cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái mã dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy này. Đấy thì bây giờ dán cái này vào này. Mã dao dọc giấy này, ở đây thì một chiếc này của nó sẽ là 15.000. Lấy băng dính dán vào. Một chiếc này là 15.000 và bên em bán theo combo là 3 chiếc thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, combo sẽ là nếu mà các bác mua từ 3 chiếc trở lên thì sẽ là 10.000 một chiếc. Còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác là 10.000 một chiếc. Đấy, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non, bên trong bằng nhựa cứng, có kèm lưỡi cho các bác luôn, về việc chỉ việc sử dụng thôi. Giá sẽ là 15.000 một chiếc là mua lẻ, còn mua combo 3 chiếc thì giá của nó sẽ là 30.000. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng theo này lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác một con siêu phẩm, đó là máy sấy đũa nhá. Đấy. Giờ thì nó bắt đầu chuẩn bị vào cái mùa nồm nhá. Mùa nồm thì nó rất là bẩn thỉu và rất là bụi bẩn nhá. Thì các bác lưu ý cho em. Đó, mình dùng con này nó rất là tiện này. Đó. Nó sẽ kèm cho các bác một số cái quai đeo như này, về nhà các bác mắc vào cái đít này treo này, mắc vào cái đít này để mình làm quai đeo đũa, đeo thìa này, đấy, đeo tạp dề này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái cáp sạc nhá, một cái cáp sạc sẵn dây như này rồi, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình và kèm cho các bác là một cái miếng dán này nữa, một cái miếng dán này, về nhà các bác đút tắt lên cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bóc cái mặt dán này ra để mình dán nhá, nó rất là tiện.
thì các bác dán lên tường. Sau đó thì ở đây nó sẽ có một cái phần để chứa nước này các bạn này. Đấy, có cái phần để chứa nước ở đây rất là tiện luôn. Thì các bác có thể bỏ đũa vào đây, xong đó thì bật công tắc lên là xong. Thì mình chuyên thì mình sấy đũa nhá, sấy đũa nó rất là tiện luôn. Sấy đũa, sấy thìa. Đấy, đũa thìa các bác cho vào đây mình sấy cho em nó rất là tiện. Lên cho em là máy sấy đũa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con máy sấy đũa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Một cái dây cắm điện và ba ngăn để đũa và thìa. Ở cái trong máy là có một cái quạt sấy để thổi khô đũa, hệ thống đèn UV để khử khuẩn, các bạn bấm nút phải lên. Bây giờ mình sẽ test thử máy này nha. Đầu tiên là các bạn tìm chỗ treo máy sấy, dán miếng dán và cài máy sấy lên. Bây giờ mình sẽ rửa cái đũa và cái thìa này, sau đó mình test thử nhé. Đấy, rửa đi, sau đó thì các bác đưa vào máy sấy cho nó xong. Rất bỏ ngay cái kiểu để đũa như này đi. Nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của chính bạn, trước thì mình hay dùng đũa gỗ ấy, nên là hay gặp cái tình trạng là đũa càng ngày không khô nổi, lâu ngày còn bị mùn răn cơ. Cái máy này thì mình nghĩ nhà ai cũng nên có nhá, vì không chỉ sấy khô mà nó còn có cả tia UV để khử khuẩn nữa. Ngay cái kiểu để đũa như này đi. Nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của chính bạn, trước thì mình hay dùng đũa gỗ ấy, nên là hay gặp cái tình trạng là đũa càng ngày không khô nổi, lâu ngày còn bị mùn răn cơ. Cái máy này thì mình nghĩ nhà ai cũng nên có nhá, vì không chỉ sấy khô mà nó còn có cả tia UV để khử khuẩn nữa. Rất tiện nha. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Con này thì hàng của Việt Nam thì bên em còn có 3 cái nữa thôi, thì bên em thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 70k cho một con hồ lô tưới cây này nhá. Còn 3 cái nữa thanh lý nốt cho bác, giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, hàng công nghệ của Nhật Bản này, của thương hiệu Suvina này. Con này bên em đang bán là 120.000. Hàng của Nhật thì sẽ là 120.000, còn hàng của Việt Nam liên doanh thì bên em thanh toán thanh lý nốt cho bác giá là 70.000 một chiếc như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm lau chân này. Con này thì kích thước của nó sẽ là 40. Đấy, 40 nhân với 60, gọi là thảm 46 nhá. Bên em gọi là thảm 46. Cái này thì các bác dùng để mình lau chân này rồi để gọi là cửa nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là trước cửa nhà rất là tốt luôn. Đấy, ngoài cửa để các bác lau chân này, lau chùi này. Bên dưới của nó thì bằng cao su non nhá. Bên dưới là bằng cao su non. Đó, chống trơn trượt rất là tốt này. Bên trên thì nó là bằng cái lớp nỉ nhá, bằng cái lớp nỉ. Thì con này các bác dùng thì nó sẽ gọi là thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn và chống thấm ngược nhá. Nó chống thấm ngược cho nên là nó sẽ thấm vào đây và nó sẽ tự khô đi. Đấy, hàng thì rất là dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên theo là thảm 46 nhá. Thảm 46. Giá sẽ là 40k nhá. 40k. 40 45 nhỉ? À 45.000 các bác nhá. 45k. Đó, 45k, xin lỗi các bác. 45.000 cho cái thảm 46 như này. Các bác lên theo là thảm 46, giá sẽ là 45.000 nhá. Con này thì khá là dày dẫn chắc chắn và đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy, hàng bằng cao su non, rất ngon lành. Bên trên là nỉ nhá. Và rất nhiều màu sắc rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mic karaoke, hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan con này. Đấy. Con này thì dây của nó thì sẽ dài khoảng là từ 4 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét và đều là hàng made in Japan nhá. Đấy, made in Japan con này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Từ dây đến mic đều là hàng made in Japan hết nhá. Đây, Tomahawa made in Japan. Đấy, thân mic các thứ cực kỳ là dày dẫn chắc chắn đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Nó chỉ có cho các bác là 230.000. Đây. Đấy, đầu mic đầu miếc này, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 230.000, đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. 230.000 cho một con mic dây Nhật thế này. Dây dài đến 4 đến 5 mét, cuối năm rồi, chuẩn bị đến mùa karaoke. Các bác có thể mua để mình hát karaoke nghêu ngao rất là hay luôn. Giá chỉ có 230.000 cho các bác thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhé. Đấy, đây nó sẽ là một con ấm pha trà với dung tích là 1 lít. Dán lên cái này nào. Dung tích là 1 lít nhá. Đấy, ấm pha trà. Bỏ thành cái nạo 3 món với con dao ra đây luôn. Đấy, ấm pha trà nhá, dung tích là 1 lít và con này thì màu của nó là màu đen rất là đẹp luôn. Màu đen rất là đẹp các bác ơi. Đấy. Kia con dao hộp đen này. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Dung tích của nó 1 lít, bên trong của nó là inox 316 nhá. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm lọc như này. Đấy, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê,
pha các loại hạt các bác có thể bỏ vào đây, hoặc là các bác có thể bỏ trực tiếp vào, tại vì cái này nó đã qua cái lọc này, khi nó rót nó cũng qua cái lọc này nhá. Và khi rót này các bác bóc cái lẫy này cho em này, nó rất tiện ích luôn. Một con ấm pha trà như này, dung tích của nó là 1 lít, giá thì chỉ có 110.000 thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cho con ấm pha trà như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nạo 3 món nhá. Ở đây nó sẽ làm con nạo 3 món như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 món. Đây, 3 món như này. Đấy, 3 món như này nhá, rất là hữu ích luôn. Một con nạo dọc này, đấy một con nạo dọc. À một con nạo ngang như này, và con này nạo dọc có 2 lớp luôn. Hai đầu, một đầu là nạo vỏ, một đầu là nạo sợi này. Và một cái con dao nhọn như này. Các bác có thể dùng để nhổ lông gà này, đấy, hoặc là các bác dùng để mình làm lòng gà, lòng cá cũng rất là ngon. Thì cái bộ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá, 25.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là bộ nạo 3 món, giá chỉ có 25.000. Bây giờ bình thường nếu các bác đi mua một cái nạo bình thường thôi, nó cũng đã phải mất vài chục nghìn rồi. Đấy, thế mà đây 3 món như này, cả nạo, cả dao là đánh vẩy cá rồi kẹp cua ghẹ các kiểu con đỉa điều như này. Đấy, đánh vẩy cá rồi vệ sinh như này, mà giá chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác dùng rất là tiện, cuối năm rồi thì các bác sắm đồ trong gian bếp nhà mình rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là nạo 3 món nhá, hàng của Nhật mà giá chỉ có 25k thôi. Nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho con nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của thương hiệu Wattbo nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Con này thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, hàng của thương hiệu Wattbo đây. Đấy, Wattbo, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, Japan con này. Đó, con này thì siêu bén luôn, không cần dọc giấy, em dọc trực tiếp dây bóng cho bác xem này. Đấy, rất là bén nhá, các bác theo, siêu bén luôn. Đó, chiều dài của nó là 20 cm. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. Bỏ vào trong tí, 70.000 cho con dao gọt như này nhá. Lên tiền là gọt 2, giá sẽ là 70k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con dao đây. Đó là con dao vân gỗ nhá, con dao vân gỗ như này. Con này thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, dao thái vân gỗ nhá. Đấy, con này thì hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và con này cũng rất là bén luôn, đây để em sẽ dọc dây bóng cho các bác xem. Đó, con này thì cũng siêu bén luôn các bác này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có cho các bác là 130 cành thôi, 130.000. đấy, dao rất là bén luôn, dọc dây bóng được như này là các bác biết rồi. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, hàng của Nhật nhá, made in Japan như này. Đấy, dao thái vân gỗ rất là ngon luôn. Đấy, siêu sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vân gỗ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Dao thái vân gỗ này, lên cho em là thái vân gỗ nhá, thái vân gỗ, giá của nó sẽ là 130k. Chiều dài của dao khoảng 30 cm và bản của dao thì khoảng 4 cm các nhá. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó, em Phạm Huấn lại quay trở lại. Lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong ấy. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá, combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc, cắt đằm, kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5, made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gì nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70k cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy, thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn con nhá. Đó, tỉa răm. Đây con này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa răm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách. Giá sẽ là 40k. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách, giá sẽ là 40k. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 sen, có lô là 30 sen nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá, 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất là ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy, vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn coi nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bòng như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bòng như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bòng như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này. Lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50k cho một con cưa gấp như này nhá. 50k cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo. Giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok.